chị chúng ta đã có một cơ thể tràn đầy năng lượng rồi đúng không anh chị? Năng lượng của các anh chị đâu rồi ạ? Ngày hôm nay đó là gì? Là chiến binh Midu đúng không anh chị? Đó, thế thì các anh chị hãy cho Thúy thấy cái tinh thần chiến binh của mình bằng việc là chúng ta hãy thả thật nhiều hoa, nhiều tim trên phần không chat được không ạ? Để gửi lời cảm ơn đến ekip chương trình sáng ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta gửi lời cảm ơn đến Hop đã dậy rất là sớm chuẩn bị phòng Zoom cho chúng ta đúng không ạ? Vâng, để chúng ta có một cái không gian để chúng ta giao lưu và chúng ta học hỏi nhiều hơn nữa đúng không ạ? Và chúng ta gửi lời cảm ơn đến đến chị Nga đã giúp cả nhà mình one up và thử thách bản thân để chúng ta là gì vượt qua cơn buồn ngủ để chúng ta có được một cái năng lượng tốt nhất đầu ngày đúng không anh chị? Vâng, thế thì chúng ta đã năng lượng rồi thì các anh chị chúng ta phải thể hiện cái năng lượng của mình đúng không ạ? Vâng, và ở trong Zoom thì cái năng lượng duy nhất mà thì có thể nhìn thấy đó chính là hoa tim của anh chị đấy ạ, và những cái tương tác lượt tương tác nhiệt tình trên phần không chat để là gì ạ, để chúng ta có thể có cái sự tập trung nhất định, các anh chị không bị chìm vào giấc ngủ đúng không ạ? Vâng rồi, thì đã thấy nhìn thấy hoa nhiều thấy tim rồi ạ. Vâng, rất là cảm ơn các anh chị. Vâng, chúng ta đang là gì ngày hôm nay thì các anh chị chúng ta có một cái cơ hội đó là gì, chúng ta lại theo cái chuỗi đào tạo thực chiến của bên nhà Midu đúng không ạ? Vâng, chúng ta là những chiến binh Midu, chúng ta sẽ chúng ta được đào tạo này, rồi chúng ta được thực hành này, vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Để chúng ta rèn luyện kiến thức cũng như là kỹ năng để các anh chị chúng ta có thể là kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh các sản phẩm của nhà Midu một cách tốt nhất đúng không ạ? Vâng, và không và còn tuyệt vời hơn nữa đó là cái chuỗi thực chiến này còn giúp các anh chị là gì, nếu các anh chị chúng ta làm tốt, chúng ta học, chúng ta thực hành, chúng ta tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo và chúng ta thực hành ra kết quả thì các anh chị còn có cơ hội được nhận quà nữa, tuyệt vời phải không anh chị? Vâng, chúng ta hãy là gì lại một lần nữa thả hoa thả tim để gửi lời cảm ơn đến BDB Midu đi ạ. Vâng, rồi thế thì hôm nay thì vì là gì chúng ta sẽ dành rất là nhiều cái thời gian để chúng ta giao lưu và chúng ta học hỏi nhiều hơn, chúng ta được hỏi đáp với các chuyên gia đúng không ạ? Hôm nay thì các anh chị sẽ có cơ hội được được nghe, được giao lưu cùng với lại mentor 3 sao Bích Phương, mentor xinh đẹp năng lượng và rất là giỏi trong cái trong thực chiến kinh doanh, cũng như là các anh chị chúng ta sẽ được hỏi đáp cùng với lại cùng với bác sĩ của bên nhà Midu đúng không ạ? Thế nên là gì chúng ta thì sẽ không chúng ta ngày hôm nay các anh chị chúng ta có cái mục tiêu của mình, chúng ta sẽ tự viết ra trên trên vào sổ của mình nha. Ngày nào thì đương nhiên rồi, cái việc đấy nó không nó rất là cần thiết, nó rất là quan trọng để các anh chị chúng ta có được một cái kế hoạch rõ ràng cụ thể cho mình để các anh chị chúng ta là gì ạ, kinh doanh một cách tốt nhất được không ạ? Đấy, thế nên là gì các anh chị chúng ta hãy vẫn cứ là gì chúng ta vẫn có cái thói quen đúng không ạ, là chúng ta vẫn lên mục tiêu của mình mỗi ngày nhá anh chị nhá. Vâng, thế nhưng mà Thúy thì sẽ đi vào cái nội dung chính của chương trình luôn, và sẽ không hỗ trợ các anh chị cái phần lên mục tiêu nữa, và Thúy tin chắc là gì tất cả trong này đều là những chiến binh rồi, những anh chị đã đồng hành sát cánh với lại chương trình Nam Em từ rất là lâu rồi đúng không ạ? Thế nên là gì cái việc mà lên mục tiêu các anh chị đã quá rõ rồi. Vâng, thì chúng ta cứ làm thôi nhé. Vâng, thế thì hôm nay Thúy sẽ đồng hành cùng cả nhà mình trong vai trò là MC kết nối của chương trình ngày hôm nay. Thì như cái banner mà các anh chị chúng ta đã biết đã thấy đúng không ạ? Vâng, thì chúng ta ngày hôm nay thì chủ đề của chúng ta là hỏi đáp kinh doanh thực chiến cùng với lại nhà Midu. Thế thì ngày hôm nay các anh chị chúng ta sẽ được trước tiên trước khi mà đến với lại cái phần giao lưu định hướng kinh doanh cùng với lại mentor Bích Phương và giao lưu hỏi đáp về thực chiến kinh doanh những cái liên quan đến sản phẩm với bác sĩ của bên nhà Midu thì Thúy muốn cũng muốn là gì mời lên đây những anh chị những gọi là những đối tác kinh doanh rất là xuất sắc các cái sản phẩm của bên nhà Midu đó, để mà là gì các anh chị chúng ta trong Zoom sẽ có thêm cái động lực để là những anh chị em nào mà chưa có kết quả thật sự là tốt thì chúng ta có động lực để chúng ta làm và chúng ta cũng học hỏi đâu đó được từ những cái đối tác kinh doanh xuất sắc, những cái phương pháp, những cái kinh nghiệm nào đó được rút ra đúng không ạ, để chúng ta áp dụng vào trong cái thực tế kinh doanh của mình đó. Cái điều này vô cùng tuyệt vời các anh chị nhá, bởi vì sao, chúng ta người ta nói rồi là gì, cái cách nhanh nhất để thành công đó chính là học hỏi kinh nghiệm từ những người thành công. Vâng, và tháng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cơ hội được giao lưu với lại 2 đối tác kinh doanh xuất sắc. Đó là gì? Đó là em Bùi Thanh Xuân. Người đầu tiên mà Thúy mời lên đây sẽ là em Bùi Thanh Xuân, một một người em mà cũng mới tham gia kinh doanh cùng với Robby thôi, thế nhưng mà đã
đã rất là yêu các sản phẩm của nhà Vidu và đã chọn Vidu là sản phẩm gọi là gì chiến lược của mình. Vâng, và em đã có những kết quả kinh doanh rất là tốt. Thế thì hôm nay thì sẽ mời em Vũ Thanh Xuân lên chia sẻ về những cái trải nghiệm cũng như là cái thực chiến kinh doanh của em với cái dòng sản phẩm Vidu như thế nào nhé. Các anh chị chúng ta hãy giúp Thúy là thả thật nhiều hoa nhiều tim để chúng ta chào đón lên đây em Bùi Thanh Xuân với những cái chia sẻ rất là ý nghĩa trong buổi sáng ngày hôm nay, đúng không ạ? Vâng. Rồi thì không để các anh chị chúng ta chờ lâu nữa thì ngay sau đây Thúy mời Thúy nhờ hot spotlight em Bùi Thanh Xuân lên giao lưu cùng với cả nhà mình nha. Rồi chị mời em Xuân. Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyễn Thúy ạ. Xin cảm ơn ban tổ chức năm em buổi sáng ngày hôm nay. Mọi người có nghe rõ không ạ? Chị Thúy có nghe rõ thì anh comment số 1 để cho em biết ạ. Vâng, cảm ơn anh chị ạ. Em đã nhìn thấy số 1 rồi ạ. Xin cảm ơn ban tổ chức chương trình năm em buổi sáng ngày hôm nay. Thì chắc hẳn có nhiều anh chị em cũng còn chưa biết đến em Xuân. Thì em Xuân xin phép được giới thiệu qua về bản thân. Em tên đầy đủ là Bùi Thanh Xuân, hiện đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hải Dương. Đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Em đang là đại lý của Dropin, là một chuyên gia về phát triển chiều cao. Trước khi chia sẻ câu chuyện, thì em tặng quý anh chị một câu nói truyền cảm hứng. Đó là của Phú từng là người giàu nhất châu Á. Ông Lý Gia Thành từng nói: trí làm nên tầm, tầm làm nên tiền, tiền tới, tầm tới tiền sẽ tới. Sự tiến bộ của bản thân là thước đo của sự nghiệp lớn nhất. Em sẽ được chia sẻ hành trình kinh doanh cùng Robby. Định hình mình là một chuyên gia về phát triển chiều cao thực sự và cống hiến lâu dài với nghề phát triển chiều cao. Đầu tiên là quá trình học tập, hiểu được lý thuyết, sản phẩm, giải pháp hỗ trợ về phát triển chiều cao, tham gia các lớp đào tạo của nhà Midu được cung chứng nhận chuyên gia phát triển chiều cao. Và đó cũng chính là một bảo hiểm cho quá trình hành nghề an toàn và tin cậy. Và tiếp theo đó thì mình được thực hành, thực tập cùng lan tỏa và gieo hạt tặng cho khách hàng kiến thức mình học được bằng cách làm video đăng Facebook, Zalo, TikTok, kết quả dự đoán chiều cao. Chúng ta được sử dụng phần mềm dự đoán chiều cao hoàn toàn miễn phí được cung cấp từ nhà Midu. Đây là một món quà, cũng là một cần câu cơm của nhà Midu tặng cho chúng ta, các chuyên gia phát triển chiều cao. Và thứ ba là khai vấn khách hàng, tìm hiểu tình trạng và thực trạng của các con, khơi dậy nhu cầu, mong muốn hay là lên mục tiêu phát triển chiều cao của con. Tìm huyệt này thì điểm vào đó thì chúng ta chắc chắn là cũng đã thành công rất là nhiều rồi ạ. Đọc cho khách hàng kết quả chiều cao, thừa thiếu của con về cân nặng, chiều cao so với lứa tuổi sinh lý hiện tại và qua kết quả dự đoán khi con 20 tuổi. Cuối cùng là chúng ta biết cách thiết kế các giải pháp riêng cho từng bé. Quý vị có thấy thú vị không ạ? Quý vị thấy thú vị thì hãy comment số 9 thả hoa thả tim nếu thấy tuyệt vời nhé. Em cảm ơn ạ. Và thứ tư đó là giải pháp, đó là những cái kiến thức mà các yếu tố ảnh hưởng như là tăng chiều cao, như thể dục và dinh dưỡng, những thói quen sinh hoạt chúng ta luôn nhắc nhở con mình cũng như là các cái đối tác của chúng ta đang đang làm việc là phải ngủ trước 10 giờ 10 rưỡi buổi tối. Thì trong cái quá trình ngủ sớm này thì cái tiền tố hóc môn GH sẽ được sản sinh ra nhiều nhất. Thì trong cái quá trình mà chúng ta đưa các giải pháp vào thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả mong muốn. Và em Xuân cũng luôn tâm niệm là phải học cách cho đi trước và nhận lại sau. Và tiếp theo đó thì cái giải pháp tiếp theo đó là phải giải pháp liên quan đến các cái sản phẩm hỗ trợ tăng hấp thu canxi vào xương, kích thích quá trình tạo xương, đó là Midu Mena đầy đủ các yếu tố vi lượng, vitamin được rất nhiều các bố mẹ tin dùng và đạt hiệu quả thực sự hơn hẳn các sản phẩm khác trên thị trường. Em hỏi ở đây thì có nhiều anh chị em vẫn còn có con nhỏ ấy, đã mua Mena Q7 về cho con mình sử dụng chưa ạ? Comment số 1 cho em biết nhé. Vâng, cảm ơn chị Nguyễn Thúy ạ. Chắc hẳn thì chúng ta
Trước khi bán một sản phẩm gì hay là chia sẻ một sản phẩm này, chắc chắn là chúng ta đã trải nghiệm. Và cái sản phẩm này thì như chúng ta đã biết thì không chỉ dùng cho các bạn nhỏ, và ngay cả chính chúng ta cũng cũng nên dùng, những cái người cao tuổi ấy, để bổ sung canxi. Cái việc mà chúng ta trong quá trình mà ăn uống thì cũng cái một cái lượng canxi cũng đã rất tốt, đã được dung nạp vào cơ thể, nhưng mà để hấp thu được vào máu và xương thì chúng ta cần phải có những vitamin để hấp thu canxi vào trong trong máu. Thì chúng ta cần có vitamin D3. Vậy thì vitamin D3 thì chủ yếu nó có hai nguồn chính. Một là chúng ta có thể là có cái vitamin D3 nội sinh được hấp thu từ từ quá trình mà chúng ta tiếp xúc với ánh sáng nắng, và một phần là có thể là qua các một số cái thực phẩm hoặc là qua các cái sản phẩm mà có chứa vitamin D3. Thì trong khi đó thì khi mà canxi đã vào máu rồi thì các anh chị biết là mình phải tư vấn cho khách hàng cái lộ trình mà hay hay còn được gọi là cái quá trình sinh lý mà để từ canxi từ máu vào được xương. Thì chắc chắn là vì chúng ta phải phải có những cái sản phẩm có chứa vitamin K2. Thì trong đó thì nhà Midu đã nghiên cứu, đã dày công nghiên cứu và đã sáng tạo ra Midu Mena Q7. Đây chắc chắn là một trong sản phẩm rất tuyệt vời mà chúng ta dành tặng cho các bạn nhỏ, những cái đối tác của chúng ta, để tăng cái quá trình phát triển chiều cao tốt nhất. Như trong quá trình mà em Xuân trải nghiệm cùng mấy cả em bé nhà Xuân thì mình cảm thấy rằng là không không chỉ mà con không những cao mà con còn ăn uống cũng rất là tốt đấy. Và em Xuân thấy là quan trọng nhất ở đây là mục tiêu của anh chị em hãy cùng trả lời ba cái câu hỏi chính này, thì đó cũng là khai mở cho cái quá trình mà bắt đầu hoạt động kinh doanh của anh chị. Đó chính là mình làm việc này làm gì, mang lại điều gì, giá trị và mong muốn kết quả là gì. Khi mà anh chị đã yêu sản phẩm và có nhiều năng lượng tích cực và luôn trao đi giá trị tốt đẹp chứ không phải là đang đi bán hàng, thì không chỉ là Xuân và tất cả các anh chị đang có mặt trong phòng Zoom này cũng đã là thắng rất là nhiều nhiều vấn đề trong cái chương trình này rồi. Và cái quá trình làm việc thì cá nhân Xuân cũng như tất cả các anh chị em mà tham gia Ruby cũng đều được đồng hành cùng với các anh chị em tham gia trước đó, các mentor, các coach cùng làm. Và có một điều mà khi mà tham gia Ruby Xuân cũng rất là tâm đắc, đó là chính sách của công ty Ruby, đó là 4 4 0. Trong đó thì có không vốn này, không nhập hàng, không đóng gói, không cần phải giao hàng, không ôm hàng, không lo kho, và không không kiến thức, không kinh nghiệm. Thực ra không kiến thức, không kinh nghiệm ở đây là chúng ta đã khi mà tham gia vào Ruby thì chúng ta được đào tạo từ A đến Z. Và trong cái quá trình mà định hình là một chuyên gia phát triển chiều cao và mình mong muốn là đi với cái nghề rất là dài, thì mình liên tưởng cái quá trình mình làm việc và trải nghiệm những cái sản phẩm này cũng giống như một cái quá trình tập bơi. Các anh chị đã từng dẫn các bạn nhỏ đi đi bơi rồi đúng không ạ? Nếu như mà để mà bơi một cách chuyên nghiệp ấy, thì đầu tiên họ cũng cần phải học lý thuyết, sau đó sẽ được tập luyện cùng với cả viên tập bơi, họ sẽ cùng đồng hành, họ cùng 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 con tương tác để con được hỗ trợ và cảm thấy an toàn hơn mà xuống nước. Và tiếp theo đó thì khi mà con đã biết những cái cơ bản rồi thì các giáo viên sẽ để cho con có thể tự tập, sau đó giáo viên chỉ theo dõi. Đến khi mà con biết bơi rồi thì chắc hẳn là các con sẽ thoải mái để mà thể hiện mình. Cũng giống như chúng ta thôi, khi mà chúng ta đã đủ các cái yếu tố rồi, chúng ta biết bơi ở cái môi trường này rồi thì chắc hẳn là không ai lo bị chết đuối nữa đâu ạ. Vì là tất cả các người tham gia cùng với chúng ta, cùng đồng hành với chúng ta thì luôn luôn hỗ trợ chúng ta 24 trên 24 giờ. Và kinh nghiệm xương máu của em Xuân là sau khi mà chốt được đơn hàng rồi thì chúng ta hãy hướng dẫn khách hàng tự đặt hàng qua Dropy My, hoặc là chúng ta có thể tự đặt hàng cho khách nhận, và hãy có khách hàng như là người thân. Và
mà chúng ta hãy tâm niệm trong 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 chính chúng ta rằng là không bán hàng mà chúng ta bán đi giá trị của mình, nên chúng ta phải rất là thật tâm. Và kết quả của em Xuân khi mà tham gia Ruby với vai trò là một chuyên gia phát triển chiều cao thì em Xuân đã có được một cái danh sách khách hàng sử dụng thường xuyên, đó là khoảng 100 khách hàng. 100 khách hàng ở đây không phải là 100 khách hàng mà mua lẻ từng hộp đâu ạ. 100 khách hàng em Xuân tư vấn được là họ đều mua combo. Thì hôm nay thì cũng không có nhiều cái thời gian để mà chia sẻ nhiều hơn với cả quý anh chị, thì đó cũng là cái câu chuyện mà bản thân em Xuân đã trải qua từ khi mà mới tham gia Dropy và mong muốn là trở thành một cái người mà đồng hành cùng các cái bạn nhỏ để phát triển chiều cao. Và thì hôm nay thì em Xuân cũng chúc anh chị em hôm nay bão đơn và một ngày nghỉ năng lượng mạnh mẽ. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Xin gửi mic cho chị MC Nguyễn Thúy ạ. Rồi, rất là cảm ơn em Thanh Xuân về cái phần chia sẻ vừa rồi. Các anh chị chúng ta đã thấy rồi ạ, đã thấy là gì ạ? Em Xuân thì rất là tâm huyết với lại cái vai trò, tức là cái lựa chọn của mình, đó là trở thành chuyên gia phát triển chiều cao khi mà đồng hành kinh doanh với Robby, đúng không ạ? Và rất là tuyệt vời, đó là gì, em đã có rất là mới thôi, nhưng mà em đã có được 100 khách hàng đồng hành cùng với mình. Và thường xuyên là gì, đã mua là mua combo chứ không có phải mua lẻ đâu các anh chị. Đó, các anh chị thấy có tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời thì các anh chị chúng ta là gì ạ? Tôi comment 68 cho phần khung chat đi ạ, để chúng ta thể hiện rằng là các anh chị chúng ta đã rất là lắng nghe và đã cảm thấy là gì, rất là cảm ơn em Thanh Xuân về cái phần truyền động lực của em, để cho chúng ta thấy là gì, các anh chị chúng ta cứ kiên trì, chúng ta làm, chúng ta xây dựng cái hình ảnh cá nhân của mình, đó là mình sẽ là một chuyên gia phát triển chiều cao. Và các anh chị phải trở thành chuyên gia của sản phẩm, đúng không ạ? Đó, thế thì khi mà các anh chị làm được cái điều đó thì tin chắc là cái công việc kinh doanh của các anh chị, cái cách mà các anh chị tiếp cận khách hàng và ra đơn, nó sẽ không phải là quá khó khăn nữa đâu, đúng không ạ? Vâng, bởi vì sao ạ? Khi mà các anh chị đồng hành với lại bên nhà Midu thì các anh chị đã có được một cái chuỗi đào tạo rất là bài bản, chuyên nghiệp, để các anh chị chúng ta có thể là tiếp cận ra đơn rất là dễ, đúng không ạ? Vâng, ok các anh chị. Đó, thì một lần nữa chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn đến gửi lời cảm ơn em Thanh Xuân về cái phần chia sẻ đầu giờ sáng ngày hôm nay, để giúp các anh chị chúng ta có thêm rất là nhiều động lực để phát triển, đồng hành cùng với nhà Midu, đúng không ạ? Vâng, thì ngay sau đây thì Thúy sẽ mời lên một cái người, một đối tác kinh doanh xuất sắc thứ hai, để cũng có những cái kết quả kinh doanh các sản phẩm Midu rất là tuyệt vời, đó là bạn Nguyễn Dương. Vâng. Thì để không để các anh chị chúng ta chờ lâu, ngay sau đây thì Thúy cũng nhờ Hot có thể spotlight em Nguyễn Dương lên để chia sẻ cùng cả nhà mình về cái hành trình em kinh doanh các sản phẩm nhà Midu nha. Rồi, chị mời Nguyễn Dương. Dạ vâng, em cảm ơn chị Nguyễn Thúy ạ. Em xin chào tất cả mọi người. Em xin được tự giới thiệu, em tên là Dương, em sinh ra và lớn lên cũng ở Hải Dương và đồng hương của cái bạn Xuân luôn ạ. Nghề nghiệp của em cũng là ngành y tế. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Nếu mà anh chị em nào mà có dịp ra Quảng Ninh thì hãy ghé qua Vân Đồn em chơi nhé. Em xin chia sẻ về cái kết quả kinh doanh Midu của em. Em biết đến cái dòng sản phẩm, em biết đến kinh doanh Dropy từ cuối năm 2023. Nhưng mà em chưa tập trung. Cho đến cuối tháng 3 năm 2024, em mới tìm hiểu kỹ hơn và đồng hành cùng Dropy. Qua tuyến trên của em là chị Hoa, và em biết đến cái dòng sản phẩm của nhà Midu. Rồi sau khi tìm hiểu và em đã đăng ký tham gia khóa học trở thành chuyên gia phát triển chiều cao. Tại khóa học này, em thực sự là bị cuốn bởi cái bài giảng của thầy Nguyễn Xuân Học và bác sĩ Phạm Thị Thanh Yên về giải pháp phát triển chiều cao chuẩn khoa học. Và em biết rằng con cao được hay không, không phải là do di truyền, cũng không phải là do luyện tập thể dục thể thao, cũng không phải là dùng sản phẩm gì, mà 90% đó chính là tư duy của bố mẹ. Và tất nhiên không phải cứ cho con uống canxi thì con sẽ cao được. Thực tế xung quanh chúng ta, tất cả những bữa ăn mà gia đình chúng ta ăn ấy, thì là không thiếu canxi, mà là thiếu một cái chất gọi là chuyển hóa canxi. Sau khi học cái khóa học trở thành chuyên gia phát triển chiều cao xong, em cũng đã lên cái phác đồ cho con, và em cũng lấy cái sản phẩm Midu về cho con dùng. Kết quả thì
Em bắt đầu cho con dùng từ ngày mùng 5 tháng 4 năm 2024, và sau một tháng là mùng 5 tháng 5 thì em đo lại cho con. Thì cái bạn lớn nhà em sinh năm 2010, bạn đấy lúc lúc bắt đầu dùng ấy, bạn đấy cao được 1m55, và đến vừa rồi em đến mùng 5 tháng 5 em đo lại thì bạn đấy đã cao lên được 1m56,5. Và cái ngày hôm qua em đo lại cho bạn đấy thì bạn ấy đã lên được 1m58. Còn cái bạn nhỏ nhà em thì năm nay 8 tuổi, bạn đấy cũng hơi thấp còi một chút. Em cũng bắt đầu cho con dùng từ cái ngày mùng 5 tháng 4 ấy, thì đến ngày hôm qua em đo, lúc cái là em đo thì bạn ấy được có 1m15 thôi, đến ngày hôm qua em đo được 1m17. Mà trước đây em cũng đã cho con dùng những cái sản phẩm về canxi rồi ấy, nhưng mà mình cũng chưa hiểu rõ về cái canxi, và cũng hiểu cũng chỉ nghĩ là cho con bổ sung cho con canxi là con sẽ cao lên, mặc dù mình cũng làm trong ngành y đấy, nhưng mà mình trong trường của em thì em cũng không học sâu về cái về làm sao để cho phát triển được chiều cao, và cũng không học kỹ về cái sản phẩm canxi ấy, cho nên cũng giống như mọi người thôi, em cũng bổ sung canxi thì cũng bừa bãi, mà cũng lúc đấy cũng chẳng biết là có thừa canxi hay không đó. Thế là khi cái kết quả của mình được con cao lên ấy, thì em thực sự rất là vui, bởi vì bộ vợ chồng em thì chiều cao cũng hơi là khiêm tốn, chồng em có 1m63, còn em chỉ 1m55 thôi. Đầu tiên cũng lo lắng là do sợ là do di truyền đấy, con sẽ không như ngày xưa nghĩ thì là cũng di truyền, là sợ con cũng sau này cũng chỉ cao được như mình thôi. Nhưng mà đến khi mà học xong cái khóa này thì tư duy của mình cũng thay đổi luôn, mà không phải là do di truyền nữa. Thế là mừng quá, mừng quá khi là kết quả của con của có kết quả tốt rồi. Em cũng muốn lan tỏa cái kết quả của con mình cho các mẹ có con muốn phát triển chiều cao này, rồi cho các bạn bè của em này, bạn bè của em cũng có con để có con muốn phát triển chiều cao ấy. Rồi muốn lan tỏa đến em để làm trong ngành y, thì em cũng có những bệnh nhân đến đấy, thì bệnh nhân cũng bị đau nhức xương khớp, rồi các bà bầu ấy, bà bầu đến 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 tiêm phòng ấy, thì em cũng lan tỏa đến các bệnh nhân và đến các mẹ bầu. Thế em xin kể một vài cái trường hợp mà em đã chia sẻ được, tuyệt vời lắm ạ. Đến đó là một cái trường hợp của bạn Luận đấy, bạn đấy là bạn của em, bạn đấy hiện đang ở Ninh Bình. Bạn đấy cũng cái lúc cái bạn đấy hỏi em, và cái ngày bạn đấy cũng đặt hỏi em, và em cũng lên phác đồ rồi cho bạn ấy, rồi em đưa cho bạn đi cái liệu trình, và bắt đầu bạn ấy sử dụng cho con từ cái ngày mùng 8 tháng 4 à, đúng không, đến ngày mùng 8 tháng 4. Sau đến ngày 15 tháng 4 thì là bạn ấy có đo lại thì bạn ấy cũng bảo em là lúc này con của bạn đấy đã cao được lên 102 cm. Cái lúc mà bắt đầu bạn ấy dùng ấy thì là bạn đấy con bạn đấy chỉ có cao có 98 cm thôi. Vậy mà có tầm hơn tháng mà con bạn đấy đã cao lên 3 cm ấy. Thế là bạn ấy mới nói thông báo với em như thế, vui quá, vui quá. Thực sự là mình không chỉ giúp cho con mình mà lại còn giúp cho con của bạn mình cao lên. Mà sau đấy bạn ấy còn khoe với em bảo là con em lớn lên trông thấy đi ạ. Đấy, còn đấy là trường hợp, đấy là một trường hợp đầu tiên mà em chăm sóc ấy. Còn đến cái trường hợp nữa là con của anh sếp cũ của em ấy. Sếp cũ của em mà anh đấy cũng cũng bắt đầu cho con, cũng hỏi em xong là em cũng nên điều chỉnh và giải thích cho anh đấy theo một cái quy trình em đã học của thầy Nguyễn Xuân Hợp và bác sĩ Phạm Thanh Hiên đấy. Thế sau đấy em cũng lên cái liệu trình cho ra phác đồ và đưa cho anh đấy, và phân tích dựa trên phác đồ ấy, em phân tích và cái phác đồ rồi em đưa ra cái liệu trình cho anh ấy, và anh đấy mới về anh ấy hỏi con của anh ấy, tại vì
muốn đồng con anh ấy muốn đồng hành con anh ấy năm nay học lớp 9 mà bạn ấy mới dậy thì rồi, nên là muốn đồng hành cùng với bố thì tất nhiên là bố mẹ cũng phải tôn trọng con ạ. Thế là bố mẹ anh ấy về hỏi ý kiến của con và con đồng ý là đồng hành cùng với bố mẹ. À, đến thế là anh ấy mới bắt đầu đến hôm sau ấy, trước hôm trước là em nói chuyện đấy, đến hôm sau là anh mới gọi điện lại cho em, thế anh ấy đồng ý. À, bảo là thế bảo cô cứ lấy liệu trình cho anh. Thế là em bắt đầu lấy liệu trình cho anh ấy và anh ấy cũng dùng cái từ dùng sản phẩm từ ngày mùng 8 tháng 5 ấy, mùng 8 tháng 5 và dùng cho hai con của anh ấy. Đến khi sau một tháng thì con của anh ấy, cái bạn này dậy thì rồi ấy, thì bạn ấy không cao được lên nhiều mấy, nhưng mà bạn đấy cũng cao hơn một chút thôi, chỉ 0,5 cm thôi, nhưng mà anh bạn 0,5 cm thôi, nhưng mà anh đấy cũng rất là vui và anh ấy bảo là cái sản phẩm của cô ấy là rất là tốt. Tôi ngày trước là anh cũng dùng rất là nhiều, ví dụ như sản phẩm của Siberian và anh ấy cũng dùng cái cả cái của dòng Herbalife đấy, nhưng mà kết quả cũng không được như mong đợi của anh ấy. Đến cái dòng sản phẩm này thì anh thật sự là rất là mê luôn. Rất là mê luôn. Và anh ấy bảo là cứ lấy cho anh theo cái liệu trình. Vậy vậy là bây giờ cứ hết tháng thì anh lại bảo là anh lại lấy cho anh liệu trình con hết rồi. Khi mà dùng một con kết quả rồi ấy thì anh lại lấy luôn những cái sản phẩm về Midu cho anh ấy dùng, vợ anh dùng và cho mẹ của anh ấy dùng. Bây giờ là cả nhà là ra, cả nhà là gọi là dùng sản phẩm Midu, gọi là nhà Midu luôn ạ. Còn cái trường một trường hợp nữa tuyệt vời là bạn đồng nghiệp của em ấy, khi thấy em thấy con của em có kết quả chiều cao, phát triển chiều cao như thế, thế là bạn là đồng nghiệp em cũng bảo là lấy cho bạn ấy, lấy Midu cho bạn ấy dùng. Thế là bạn ấy dùng cho con gái của bạn ấy, con gái của bạn đấy thì hơi mập một chút, thì khi quá trình phát triển chiều cao của bạn đấy thì không như được như con em và con của bạn Luận, bởi vì con bạn ấy hơi mập. Thế là khi nào dùng sau được một tháng, thế là em nói chuyện thế bạn ấy bảo là vậy chị cho em làm đại lý đi. Bảo ok, nếu mà em thích thì em đăng ký làm đại lý luôn, đằng nào em cũng dùng liệu trình cho con mà, khi có kết quả rồi ấy, thì em hãy lan tỏa cái sản phẩm này đến tất cả mọi người xung quanh em, rồi là bà bầu rồi là các cụ già hoặc bệnh nhân mà đến với lại chúng ta ấy. Thế rất là em tuyệt vời không cả nhà, lan tỏa vậy thôi. Rồi thì vậy cả nhà có thấy tuyệt vời không ạ? Quá tuyệt vời. Thực sự là em rất là mê cái dòng sản phẩm nhà Midu đấy ạ. Thế khi có cái kết quả đấy rồi nhá, xong em lan tỏa đến các cụ già nhá, các cụ già bị đau nhức xương khớp đấy, em cũng lan tỏa luôn. Tất cả bệnh nhân đến là em cứ chia sẻ thôi. Cụ có cái cụ nhá, dùng xong nhá mà hết đau nhức xương khớp nhá. Và thích lắm, nên đấy là bắt tay bắt chân rồi là đi mua quà cho mình luôn đấy. Ôi tuyệt vời quá, anh chị đã thấy những cái câu chuyện của bạn Nguyễn Dương có hấp dẫn không ạ? Rất là hấp dẫn và rất là truyền động lực phải không ạ? Thế thì vì là gì cái thời lượng chương trình nó không quá nhiều để chúng ta có thể là Thúy cảm giác là gì sẽ được bạn Dương chia sẻ thêm rất là nhiều những trường hợp nữa đúng không ạ? Thế nhưng mà thời lượng không có nên là chúng ta đành phải là gì? Phải dừng chia sẻ của bạn Dương tại đây và hẹn bạn Dương vào một cái lần tiếp sau nhỉ. Vâng, em có muốn nói nhiều hơn nữa cơ. Thế thì sẽ là mời bạn Dương lên để chia sẻ thêm nhé. Thì bạn Dương có lời nhắn nhủ nào cuối cùng dành cho tất cả các anh chị trong Zoom sáng ngày hôm nay không ạ? Sau khi mình có kết quả rồi đấy thì em rất là tin tưởng về cái sản phẩm Midu này, em sẽ đồng hành cùng với Midu lâu dài và em xin em cũng muốn là mọi người những người mới đấy, khi chưa sử dụng sản phẩm Midu thì chúng ta hãy thử sử dụng một sản phẩm Midu xem kết quả sẽ ngoài mong đợi tưởng tượng của mọi người đấy ạ. Và lúc đấy chúng ta không những giúp được mọi người mà chúng ta mà có một cái sự nghiệp kinh doanh tại Dropy nhờ Midu. Nên mọi người cứ mạnh dạn lên và chia sẻ thật nhiều vào ạ, chia sẻ thật nhiều
Vậy cái tâm thế của chúng ta khi chia sẻ là tôi đi giúp đỡ mọi người chứ không phải là tôi đi bán hàng. Đó. Đúng Đấy. rồi. Rồi, xin Rồi, cảm rất là ơn nhà cảm ơn Midu bạn đã cho em luôn. chia sẻ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe em chia sẻ. Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ và tràn ngập niềm vui, chia sẻ được nhiều giá trị cho cộng đồng. Xin cảm ơn ạ. Rồi, rất là cảm ơn Nguyễn Dương về cái phần chia sẻ tuyệt vời sáng ngày hôm nay. Các anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời thì các anh chị hãy cùng Thúy là gì ạ? Thả thật nhiều hoa, nhiều tin cho phần công tác để gửi lời cảm ơn đến Dương đi ạ. Và chúc cho cái công việc kinh doanh của Dương trong thời gian tới sẽ còn là tốt đẹp, sẽ còn phát triển tốt hơn nữa, đúng không ạ? Vâng, Dạ bằng vâng, với em cảm cái ơn tâm chị. thái đó là gì, Cảm ơn là cho em. đi, cho đi thật nhiều và sự lựa chọn đó là gì ạ, đồng hành với một cái sản phẩm rất là tuyệt vời bên nhà Midu thì chắc chắn là gì, cái công việc kinh doanh sẽ rất là tốt rồi ạ. Vâng, chúng ta hãy là gì, các anh chị sau cái phần chia sẻ của hai đối tác kinh doanh sáng ngày hôm nay của bạn Thanh Xuân và bạn Nguyễn Dương thì các anh chị đã thấy là gì, đã thấy có thêm rất nhiều động lực chưa các anh chị? Có chưa ạ? Thì tin chắc là phải các anh chị chúng ta đang là những đã lựa chọn Midu rồi, cũng đang muốn đồng hành cùng với Midu. Đâu đó có thể đâu đó các anh chị vẫn hơi một chút hoang mang đúng không ạ? Là vì các anh chị vẫn chưa có được cái kết quả tốt, chưa có ra được nhiều những cái khách hàng đồng hành cùng với mình. Thì sau cái buổi sáng ngày hôm nay thì tin chắc các anh chị sẽ có thêm rất nhiều động lực để các anh chị chúng ta kiên trì hơn nữa với cái công việc kinh doanh này đúng không ạ? Và kiên trì hơn nữa với cái sự lựa chọn kinh doanh cùng với lại nhà Midu. Và chắc chắn các anh chị sẽ có những kết quả vô cùng tuyệt vời, bởi vì thực tế là gì, sản phẩm nói lên tất cả đúng không ạ? Rất là tuyệt vời là gì, khi khách hàng đã đón nhận rồi thì khách hàng sẽ là gì, trở thành khách hàng trung thành và có thể đâu đó sẽ giúp các anh chị chúng ta lan tỏa sản phẩm rất là tốt đúng không ạ? Vâng, ok, thì chúng ta đã đi qua với lại hai cái phần chia sẻ sáng ngày hôm nay của hai đối tác kinh doanh rất là xuất sắc, các sản phẩm của nhà Midu đã có những cái kết quả vô cùng tuyệt vời đó. Thế thì bây giờ các anh chị chúng ta đã có đủ những cái niềm tin, đủ những cái động lực để chúng ta đi với đến với phần tiếp theo, đó là gì, các anh chị chúng ta sẽ cùng giao lưu với lại mentor ba sao Bích Phương với những cái chia sẻ, những cái định hướng và là cái cách để các anh chị chúng ta có thể thực chiến kinh doanh một cách hiệu quả nhất, được không ạ? Vâng, các anh chị chúng ta hãy giúp Thúy là gì ạ, thả hoa thả tim để chào đón lên đây mentor Bích Phương xinh đẹp của chúng ta đi ạ. Vâng, anh chị ơi, hoa tim của anh chị đâu hết rồi? 173 anh chị là Thúy nghĩ là phải là ngập trời hoa với lại ngập trời tim ạ. Vâng, anh chị hãy làm nóng cái phòng Zoom của chúng ta lên đi ạ. Tinh thần của các chiến binh là nó phải rất là hừng hực khí thế ạ. Và nó năng lượng thì tạo ra ngân lượng đúng không anh chị? Đó, thế nên là gì, chúng ta hãy luôn thể hiện là mình là những con người vô cùng năng lượng đấy các anh chị. Năng lượng từ bất kỳ cái thời khắc nào đúng không ạ? Ngay cả khi các anh chị ở trong Zoom sau đó nữa, đó là gì? Nó sẽ tạo thành một cái thói quen nên các anh chị luôn luôn là gì, khi mà một người có năng lượng thì khách hàng sẽ rất là dễ bị thuyết phục cái gì ạ. Đó rồi, nên là thì mong muốn các anh chị hãy luôn luôn duy trì cái năng lượng của mình trong suốt suốt cái quá trình mà các anh chị sống và làm việc đúng không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời. Vâng, thì ngay sau đây không để các anh chị chúng ta chờ lâu nữa thì kính mời lên đây mentor ba sao Bích Phương với những cái phần định hướng vô cùng tuyệt vời giúp các anh chị chúng ta có thể là vững vàng hơn trong cái công việc kinh doanh sắp tới đúng không ạ? Vâng, thì nhờ hot có thể spotlight mentor Bích Phương lên ạ. Rồi, chị mời Bích Phương nhé. Rồi, chào cả nhà. Cảm ơn chị Thúy, MC rất là năng lượng đúng không? Càng ngày thấy chị Thúy ở đâu á, là thấy mượt mà chương trình ở đó. Và cả ekip sáng nay nữa, các anh chị thấy hai anh chị khách mời chia sẻ có tuyệt vời không ạ? Toàn là những chuyên gia gọi là tâm huyết ngập trời luôn. Nghe xong cái là muốn lao ra ngoài đi bán hàng với là đi đi trở thành chuyên gia để mà hỗ trợ cho các con cao đúng không ạ? Chứ chúng ta không đi bán hàng. Dạ rồi, ok các anh chị. Phương thấy trong Zoom cũng có một số anh chị hỏi một số câu, ví dụ như là sản phẩm như thế nào, liệu trình sao. Chắc chắn các anh chị đại lý này chưa có học lớp khai mở với tốt nghiệp để trở thành chuyên gia đúng không ạ? Cho Phương hỏi đây, anh chị nào đã tốt nghiệp rồi thì comment số số 1 đi. Tốt nghiệp thì comment số 0 nha. Anh chị nào comment số 0 là trước, là tức là các anh chị chưa chưa có học cái lớp để mà trở thành chuyên gia phát triển chiều cao á, các anh chị có thể comment số 0 giúp cho Phương ha. Đa phần ở đây là những chuyên gia rồi đúng không? Bởi vì lớp của chúng ta đang là những cái lớp coaching mà để mà đi vào cho các anh chị thực chiến cho việc hành động để bán hàng cũng như là đi ra ngoài thị trường gặp khách hàng. Các anh chị thấy những chia sẻ của anh Xuân cũng như là chị Dương ngày hôm nay thì hai anh chị đều đến từ Hải Dương đúng không ạ? Và thật sự Phương ngồi nghe Phương còn thấy tâm đắc nữa đó các anh chị.
Đúng, nghĩa là tại không rõ ràng là không phải tự nhiên mà một người họ có thể trở thành bestseller, đúng không? Trở thành những cái người gọi chiến binh lan tỏa về một sản phẩm nào đó, về một giải pháp nào đó, chắc chắn là họ đều có những đều đặt vào đó cả một cái tâm huyết, cả một cái tâm huyết, sự nỗ lực thực sự các anh chị. Chứ không phải hời hợt là chị chúng ta có một sản phẩm xong rồi chúng ta đăng lên chúng ta bán, đúng không ạ? Mà đối và đặc biệt đối với Midu nữa thì các anh chị được đào tạo huấn luyện cực kỳ là bài bản và có cả một cái lộ trình ở trong đó. Cái cách chúng ta đi tặng phát đồ chiều cao, chúng ta cũng đi qua cái nội dung coaching liên quan đến về việc tặng phát đồ chiều cao rồi, đúng không ạ? Việc của chuyên gia tức là đi tặng phát đồ chiều cao. Thì ngày hôm nay thực sự là các anh chị là cái nội dung mà Phương cũng định hướng là một phần thôi, nhưng mà Phương cũng muốn là đi vào cái nội dung liên quan đến thực chiến, liên quan đến kinh doanh, tức là các anh chị có những cái các anh chị đang có những cái vấn đề nào mà các anh chị đi ra ngoài, các anh chị từ kinh doanh đó các anh chị nha. Ok, Phương thấy cũng có một số những anh chị ở đây là mình comment số 0 đúng không ạ? Thì những anh chị em nào mà chúng ta đang số 0 ở đây á, thì việc quan trọng nhất của các anh chị bây giờ đó là các anh chị chúng ta liên hệ với lại admin của Midu hoặc là đi vào trong cái nhóm hỗ trợ để các anh chị chúng ta sẽ chuẩn bị cho cái việc học cái lớp khai mở tiếp theo gần nhất, được không ạ? Phương cũng không biết là bây giờ còn cái link để mà học và e-learning học online hay không, tức là học học sau cái Zoom với các anh chị để chúng ta theo kịp á, thì các anh chị cứ vào nhóm mà đó, bên admin của Midu mới gửi một cái link Zalo thì sẽ vào trong đó chúng ta sẽ được học các khai mở, bởi vì các anh chị em ở quan điểm của Midu các anh chị ha, từ bác sĩ Hiên cho tới CEO Nguyễn Sinh Hợp, thì nếu các anh chị chúng ta chưa có học lớp khai mở thì các anh chị chúng ta cũng chưa nên trải nghiệm sản phẩm, tức là học khai mở xong các anh chị chúng ta hiểu được tại sao chúng ta sẽ cần cái giải pháp này, tức là tại sao chúng ta và con chúng ta cần giải pháp này, thì chúng ta hãy trải nghiệm sản phẩm. Còn khi nào các anh chị chúng ta trở thành chuyên gia rồi thì mình mới đi bán hàng, chứ Midu không yêu cầu các anh chị là thấy sản phẩm hay quá và lao ra bán ngay, không phải các anh chị. Chúng ta không hiểu gì về cái giải pháp này, chúng ta lao ra ngoài chúng ta tư vấn, không đúng, chúng ta nói nó gọi là không có chính xác về cái thông điệp của cái giải pháp mà Midu Mena V7 muốn mang tới, thì tức là chúng ta cũng đang đang hại khách hàng, đúng không ạ? Thì đó là cái triết lý của bên của nhà Midu, thì các anh chị em chúng ta yên tâm là vào đây chúng ta sẽ có người đồng hành, đúng không ạ? Đó, thì các anh chị em nào mà chúng ta chưa tốt nghiệp thì mục tiêu đầu tiên các anh chị là phải tốt nghiệp trở thành chuyên gia phát triển chiều cao, được chưa ạ? Dạ rồi. Dạ ok, như bạn Tony có nói là đang còn lớp e-learning anh chị ha. Chúng ta vào chúng ta học lớp tốt nghiệp, chúng ta học khai lớp khai mở và tuần sau thứ ba mình học lớp tốt nghiệp luôn cho kịp các anh chị nhé. Rồi ok các anh chị. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ Phương sẽ muốn trước khi các anh chị chúng ta có những câu hỏi, các anh chị có câu hỏi nào mình có thể comment vào trong trong phần khung chat nha. Các anh chị có thể comment vào trong phần khung chat trong quá trình các anh chị em nào mà chúng ta đang là chuyên gia, đã là chuyên gia phát triển chiều cao rồi, chúng ta đi, chúng ta chia sẻ, chúng ta trao giải pháp, chúng ta tặng phát đồ, chúng ta tư vấn liệu trình cho khách, chúng ta có những cái vướng mắc gì. Thì nếu như mà đó là về kinh doanh thì Phương sẽ hỗ trợ cho các anh chị. Còn nếu như các anh chị chúng ta có những cái vướng mắc liên quan đến về liệu trình, về chuyên môn thì xíu nữa có bác sĩ bên nhà Medu sẽ đại diện để giải đáp cho các anh chị ha, trả lời cho các anh chị những câu hỏi. Còn các anh chị có thể hỏi bất kỳ cái câu gì đó về kinh doanh để Phương sẽ dạy, có thể hỗ trợ cho các anh chị. Nhưng mà Phương cũng muốn nói ở đây đó là đa phần các anh chị chúng ta gặp những cái vướng mắc khi chúng ta đi kinh doanh là các anh chị ta theo các anh chị tạo khách hàng chưa mua hàng của mình ạ. Các anh chị có thể nêu ra một số những cái lý do mà chúng ta đi ra ngoài chúng ta gặp khách hàng, chúng ta tặng phát đồ, nhiều khi chúng ta tặng phát đồ khách còn ngại, không dám điền form, không dám nhấp vào link, đúng không ạ? Rồi chúng ta tặng phát đồ xong chúng ta đưa cho trả phát đồ, kết quả phát đồ cho họ, chúng ta tư vấn liệu trình nhưng mà khách không có mua, khách chưa chốt để khách suy nghĩ thêm, đúng không ạ? Có rất nhiều, có không các anh chị, nhiều đằng khác đúng không ạ? Thế thì theo các anh chị thì lý do nào khiến cho khách tạm thời say no, tạm thời thôi nha các anh chị nha. Đối với Phương á là trong quan điểm trong về bán hàng của Phương các anh chị đó là gì ạ?
No không có nghĩa là never, đúng không ạ? Bây giờ anh say no thôi, nhưng mà tương lai anh có thể say yes, đúng không ạ? À, tại vì say no là quyền lựa chọn của khách hàng nha các anh chị. Mình cũng không có nên buồn. À, đối với là một người bán hàng thì cái việc là chúng ta đối diện với lại cái sự từ chối thì chúng ta phải coi như đó là một cái điều hiển nhiên, giống như là các anh chị đã xác nhận là đi ra đường à, là chúng ta sẽ phải sao ạ, gặp xe đi ngược về phía đối diện của mình. Ngoài cái xe chiều với mình ra thì mình phải chấp nhận đi đối diện với những xe cùng chiều và ngược chiều, đi ngược chiều với mình. Và tham gia giao thông trên đường là chúng ta sẽ phải đối mặt với gì ạ? Với những rủi ro của việc tham gia giao thông trên đường, đúng không ạ? Đó là cái việc gì đó nó hiển nhiên rồi. Thì các việc các anh chị chúng ta tham gia vào bán hàng thì chúng ta sẽ phải chấp nhận đối diện với sự từ chối, đó là điều hiển nhiên luôn. Không bao giờ bán hàng mà chúng ta đều chỉ gọi là đi ra ngoài bán cái gì là khách hàng cứ gật đầu lia lịa được, không có chuyện đó, đúng không ạ? Thêm một cái nữa là sao ạ? Chúng ta phải chấp nhận đó là bán hàng là một cái trò chơi của xác suất, một cái trò chơi của những con số. Và việc mà chúng ta sẽ gặp nhiều khách hàng lắc đầu để chúng ta có kinh nghiệm, và đó là cái điều cũng cần thiết, y như cái việc mà chúng ta sẽ cần những khách hàng gật đầu để chúng ta có doanh số. Hai cái đó đều quan trọng như nhau. À, các anh chị chúng ta có đồng ý không ạ? Hai cái đó đều quan trọng. Nếu như bây giờ mà các anh chị chúng gặp, các anh chị lâu lâu các anh chị gặp một người mà những người đó chỉ toàn gật đầu không, thì các anh chị chúng ta đâu có học được cái gì đâu, đúng không ạ? Nó cũng không học được cái gì. Các anh chị thử hỏi những cái chuyên gia, những người bán hàng mà gọi là best seller ngày hôm nay và những best seller khác của Midu, không chỉ Midu mà của tất cả những nhà khác, hỏi xem là họ có gặp từ chối bao giờ không. À, ví dụ như chị Dương, ví dụ như anh Thanh Xuân. À, hai anh chị có gặp từ chối nhiều không ạ? Khách hàng có say no nhiều không ạ? Hai anh chị có thể trả lời trên khung chat xem là mình có bị từ chối nhiều không? Dạ, ok, Phương có thể lướt qua coi xem là các anh chị comment trên đây là do lý do gì ha? Lý do gì mà khách hàng chưa mua hàng? Thứ nhất là chưa tin tưởng. Dạ, chị Thùy Dung nói là chưa tin tưởng. Chị Thu Hoàng nói là mình tặng phát đồ mà khách hàng không được. À, chưa tin mình, chưa yên tâm, chưa tin bản thân người bán. Có nhiều đúng không ạ? Một phần về tài chính. Dạ, hay quá. Ok. Sau mỗi lần xử lý từ chối chúng ta sẽ vững vàng hơn. Đúng rồi đó các anh chị. Càng nhiều khách hàng thì càng nhiều từ chối. Dạ. Đấy, như chị Dương có xác nhận rồi các anh chị ha. Mà tất cả các anh chị bán hàng best seller đều như vậy á các anh chị. Nó là càng nhiều khách hàng, có càng nhiều khách hàng thì cái số lượng đã trải qua cái sự từ chối là cũng nhiều tương tự. Dạ, chị Hằng nghĩ là con cao rồi, không dùng nữa, giá cao. Rồi, ok, như vậy nãy giờ chúng ta thấy được một số những lý do các anh chị đưa lên đây. Phương thấy cũng còn chưa nhiều ha. Đa phần các anh chị chúng ta là Phương thấy là cũng mới chỉ có mười mấy, hai mươi anh chị thôi, trong khi chung của mình còn trong chung còn rất là đông, đúng không ạ? Thế thì các anh chị còn lại mình đã đi thực chiến chưa? Mình đã bị từ chối chưa ạ? Đa phần Phương thấy là sao? Nó nằm ở niềm tin, đúng không ạ? Cái chỗ tin tưởng á. Đó. Đó, và chính vì lý do đó, Phương biết là chắc chắn nó sẽ đến từ lý do tin tưởng rất là nhiều các anh chị. Cho chúng ta sẽ đi vào một cái nội dung mà Phương muốn ngày hôm nay. Thật ra nói về coaching bán hàng thực chiến đó các anh chị, nó có nhiều cái chủ đề, nó có nhiều cái nội dung, nó rất là rộng. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ nói sâu vào một cái khía cạnh để các anh chị chúng ta có thể trở thành một cái người bán hàng tốt. Đó. Một người bán hàng giỏi trước, tức là chúng ta trở thành một cái người bán hàng, chúng ta có thể chăm sóc cho khách hàng được, chúng ta có thể ra đơn tốt. Phương chưa nói ở đây các anh chị chúng ta bị làm thành best seller nha. Nhưng mà đầu tiên chúng ta biết bán hàng, chúng ta nắm được quy trình, chúng ta có thể bán hàng tốt và khách hàng tin tưởng mình. Đó, nói chung là trở thành một người bán hàng tốt đó các anh chị. Thế thì cái yếu tố về niềm tin của khách hàng đối với mình rất là quan trọng. Thế thì câu hỏi đặt ra là như vậy các anh chị, đó là làm sao để chúng ta có thể tăng cái điểm niềm tin trong mắt của khách hàng? Làm sao để khách hàng có thể tin tưởng mình? Các anh chị chúng ta có thể liệt kê ra giúp Phương không ạ? Chính các anh chị nhiều khi chúng ta cũng có sẵn một số những cái dữ liệu ở trong đầu rồi đúng không ạ? Nhưng mà mình chưa có gọi là tổng hợp nó lại được thôi. Dạ, chị Hoàng Thu Thảo nói là cách nói gì trước khi gửi phát đồ để phát đồ trở thành món quà quý giá? Dạ, ok.
Rồi xíu nữa mình sẽ dành một chút xíu để nói về cái này. Thật ra là cái buổi hôm trước là như là Phương nhớ là cũng là thứ bảy tuần trước đúng không ạ? Phương cũng có vào Zoom của nhà của coaching của nhà Midu, mình cũng vào cái khung giờ này để chia sẻ cho các anh chị về cái chủ đề đó là việc của chuyên gia là đi tặng phát đồ. Đúng không ạ? Thì Phương cũng có nói về cái việc là chúng ta tặng thì chúng ta sẽ cần phải nói như thế nào. Chúng ta gửi cái link gửi thì cần phải nói cái gì trước đúng không? Thì hôm nay Phương cũng có thể nói lại một chút xíu. Thật ra cái này là một cái phần quan trọng đó các anh chị, tại đa phần các anh chị đều bị vướng ở chỗ là cũng cho tặng phát đồ mà nhiều khách không điền, tức là họ chưa tin tưởng điền. À, đúng rồi. Phải trải nghiệm trước. Các anh chị chúng ta có thể comment đi ạ. Nhiều anh chị ở đây cũng là những chuyên gia phát triển chiều cao đúng không ạ? Các anh chị chúng ta cũng đã từng đi, chúng ta cũng ra ngoài, chúng ta tặng phát đồ rồi, chúng ta tư vấn liệu trình rồi. Các anh chị chúng ta cứ thoải mái, các anh chị cởi mở chúng ta comment được không ạ? Chúng ta cứ comment, đừng có đúng sai nha các anh chị, ở đây không có đúng không có sai gì cả. Làm sao để chúng ta gia tăng niềm tin đối với khách hàng? Dạ. Làm sao để chúng ta có thể gia tăng niềm tin trong mắt khách hàng này, điểm niềm tin nó tăng lên, gọi là gia tăng 3 điểm 10 á. Làm sao các anh chị có thể tăng niềm tin ạ? Làm sao để chúng ta có thể trong mắt khách hàng chúng ta đều mong muốn, đối với Midu là chúng ta mong muốn xây dựng một cái hình ảnh của chuyên gia phát triển chiều cao đúng không ạ? Thế thì có những cách nào các anh chị có thể liệt kê ra hết không ạ? Liệt kê ra mà những gì các anh chị đang làm này, chúng ta đang làm hàng ngày để có thể gia tăng cái niềm tin trong mắt khách hàng về hình ảnh chuyên gia của chúng ta bằng cách nào ạ? Phương đang ngồi đợi các anh chị nha. Phương đang ngồi đây và đợi các anh chị. Phương sẽ không có cho đáp án đâu. Nếu như các anh chị không comment là bây giờ Phương xuống Zoom luôn. Tại vì các anh chị chúng ta không thật sự mong đợi câu trả lời đúng không ạ? Tại vì câu trả lời có thể đến từ chính từ các anh chị. Tại vì mọi người đi làm rồi chắc chắn chúng ta sẽ biết. À, chỉ là chúng ta chưa có tổng hợp lại được thôi. Bởi vì nếu như ngày hôm nay á, Phương nói thật với các anh chị là chúng ta không xây dựng được hình ảnh chuyên gia trong mắt của khách hàng thì các anh chị sẽ đi bán hàng một cách rất là vất vả. Lý do tại sao mà đối với nhà Midu, thứ nhất là chúng ta được đào tạo bán hàng với phong cách của một chuyên gia đúng không ạ? Điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta định vị và nâng cái tầm của mình lên rất là nhiều và bán hàng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều các anh chị. Mình không có đi bán từng cái hộp Midu lẻ đúng không ạ? Chúng ta không có được huấn luyện để đi bán từng cái hộp lẻ như thế này, bán sản phẩm các anh chị, mà chúng ta đang được huấn luyện để đi bán cả một cái giải pháp. Thì từ đó các anh chị sẽ thấy được đó là cái tầm của mình nó phải khác. Đó, cái tầm của mình nó phải khác. Tức là mình sẽ cần phải sao ạ? Tư vấn theo phong cách của chuyên gia. À, và sẽ có một số những cái điểm mà các anh chị cần phải học trong cái lớp khai mở cũng như là cái lớp tốt nghiệp đúng không ạ? Để các anh chị sẽ thấy được, nếu anh chị em nào mà chúng ta học lớp tốt nghiệp xong rồi mà chúng ta vẫn chưa có nghiệm ra được từ những cái bài học. Phương thấy cái lớp học và cái buổi tốt nghiệp với các anh chị ăn hợp, thầy hợp đúng không ạ? Thầy hợp có dạy cho các anh chị những cái cách để mà chúng ta sao ạ? Cái kịch bản để chúng ta tư vấn, chúng ta khai thác cái phác đồ dự đoán chiều cao. Cái kịch bản để chúng phác đồ dự án chiều cao đó, và từ cái khai thác cái kịch bản của, tức là từ cái việc khai thác kết quả của phác đồ dự án chiều cao đó, chúng ta có thể sao ạ, đặt mục tiêu cho phụ huynh, tức là chúng ta hỏi phụ huynh về mục tiêu và từ đó đưa ra cái phác đồ, cái liệu trình, đưa ra cái liệu trình tương ứng theo cái mong muốn của phụ huynh cho con, và từ đó dẫn đến như các anh chị phụ huynh họ tự chốt, họ tức là bán theo kiểu chuyên gia là chúng ta làm sao ạ? À, chúng ta không có cần phải xử lý từ chối quá nhiều, đúng không ạ? Mà cái quan trọng nhất là chúng sao? Chúng ta hãy tư vấn như một chuyên gia. Đấy. Thế nhưng mà bây giờ nếu mà các anh chị không xây dựng được cái hình ảnh chuyên gia của mình thì làm sao các anh chị có thể tư vấn và giúp cho khách hàng được, đúng không ạ? Mà khách hàng cũng không tin các anh chị. Ui ông mà bữa giờ trong góc bếp không, bà tôi thấy sớm hồi xưa đến giờ toàn mẹ bỉm sữa rồi trong góc bếp rồi. Có đời nào mà thấy học hành cái gì đâu mà bây giờ đòi đi chuyên gia. Rồi họ nói thì kiến thức thì không có. Tức là những cái đó nó khiến cho khách hàng chưa công nhận các chị là chuyên gia. À, thế bây giờ chúng ta phải làm sao? À, đấy, thì bây giờ Phương sẽ các anh chị thử đọc cái mấy cái phần comment ha. À, xem chính các anh chị tự tổng hợp lại nha. À, chị Thảo nói học kỹ, đăng bài, quay video, xuất hiện để họ thấy mình là chuyên gia thực sự.
Rồi đúng, cái này chuẩn, đúng không ạ? Đăng bài, quay video, tức là ở đây chúng ta sẽ, ở đây Phương sẽ chia sẻ cho các anh chị, chúng ta mình sẽ có hai cái, tức là cái phần nội lực bên trong và cái bên ngoài các anh chị. Cái bên trong là cái chúng ta rèn luyện, chúng ta có được, chúng ta học tập được, chúng ta trau dồi được, đúng không ạ? Đó là kiến thức, là kỹ năng, là trải nghiệm của mình. Còn cái bên ngoài là cái mà người ta thấy về mình, khách hàng họ thấy từ mình, đúng không ạ? Đôi lúc có những cái chúng ta ở bên trong, chúng ta thể hiện bên ngoài, nó khớp với nhau, đúng không ạ? Tức là chúng ta có thể truyền tải được những cái gì mà chúng ta có, một phần thôi là ở bên ngoài có thể hiểu được, có thể thấy được cái điều đó. Nhưng mà có những lúc các anh chị, giữa những gì mà người ta đánh giá về mình với những cái ở bên trong, nó không hoàn toàn khớp, đúng không ạ? Thế thì xây dựng thương hiệu cá nhân đó các anh chị, mục đích của việc xây dựng thương hiệu cá nhân là gì các anh chị? Đó là để cho những cái gì mà chúng ta mong muốn khách hàng nhìn nhận của mình ấy, là chúng ta cần phải truyền đạt nó ra. Ví dụ các anh chị chúng ta mong muốn các khách hàng thấy mình là một chuyên gia phát triển chiều cao, thì các anh chị chúng ta có thường xuyên thấy đưa cái hình ảnh của mình là một chuyên gia đi lên sóng không, đúng không? Còn nếu mà các anh chị chúng ta là chuyên gia, chúng ta học rất nhiều nhưng chúng ta đem giấu không thì cũng không ai biết, đúng không ạ? Đó, thì cái việc mà chúng ta học kỹ là chúng ta trang bị cái nội lực ở bên trong. Nhưng mà chúng ta đăng bài, chúng ta quay video, chúng ta xuất hiện để họ thấy mình là chuyên gia thực sự, thì đó là cái việc chúng ta sẽ cần phải từng bước chúng ta xây đắp, giống như chúng ta bồi đắp dần những cái viên gạch mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày, thì nó mới hình thành nên cái ngôi nhà, là một cái ngôi nhà cấp 2 tấm hay 5 tấm hay một ngôi nhà biệt thự, đúng không ạ? Hay là một cái căn hộ chung cư. Tức là cái hình ảnh đó dần dần nó mới xuất hiện, chứ không thể nào mà các anh chị hôm nay các anh chị tốt nghiệp lên chuyên gia là ngày mai các anh chị đòi mọi người trên thế giới này phải công nhận các anh chị là chuyên gia được, đúng không ạ? Cái yếu tố đó chúng ta sẽ phải xây dựng mỗi ngày, điều này quan trọng lắm các anh chị. Và đó, thì xây dựng bằng cách nào? Thì đó, bằng cách, một trong những cách đó là chị Thảo đó cũng đã ghi ra, đăng bài, quay video, xuất hiện để họ thấy mình là chuyên gia. Rồi chị nói khách hàng thấy bản thân cha mẹ cao nên con cũng cao. Ủa, cái này câu này đâu có liên quan gì đến cái vụ mà họ làm sao để gia tăng niềm tin ta, hình như nó không có ăn rơ lắm. Phải trải nghiệm mình mới đủ niềm tin và truyền niềm tin đó cho khách hàng. Yeah, đúng, cái phần này chị Hồng Lĩnh có nói đến một khái niệm là trải nghiệm liệu trình, đúng không? Trải nghiệm sản phẩm. Và đúng là các anh chị, bản thân Phương, ví dụ như là bản thân Phương thì chưa có con, nhưng mà sao ạ, mình có cháu. Và thật sự với các anh chị là trước khi mà Midu lên kệ của Robby á, là bác sĩ Hiên là người đã trực tiếp tư vấn hai cái liệu trình cho hai bạn nhỏ là cháu của Phương. Một bé lúc đó là một bé là 9 tuổi, một bé là 9 tuổi và một bé lúc đó là 11 tuổi. Một đứa con trai, một đứa con gái. Đó thì chính Mít Phương phải là cái người sao đưa cái liệu trình này cho cháu của mình sử dụng. Thì mình mới thật sự đủ niềm tin với cái giải pháp đó các anh chị. Và đương nhiên mình phải có học kiến thức nữa, mình nghe cái kiến thức, mình cái cách bác sĩ Hiên tư vấn là mình rất là thích. Đúng nghĩa là bác sĩ Hiên với một cái sự tâm huyết với cái sản phẩm là từ chính là đứa con của bác sĩ Hiên, đó là bạn Minh Đức, đúng không ạ? Bác sĩ Hiên và ba của Minh Đức đều không có cao, đều là những cái chiều cao rất là khiêm tốn. Nhưng mà bây giờ Minh Đức thì phải gọi là chiều cao thì đúng như là siêu mẫu vậy, rất là cao các anh chị. Và đẹp trai nữa. Đó. Cho nên từ cái câu chuyện đó bác sĩ dành cả đời cho cái việc là giải pháp chiều cao. Cũng như là những cái kiến thức mà bác chia sẻ là gọi là đúng là những cái tư vấn của bác sĩ là đặc quánh kiến thức luôn. Cho nên thực sự là Phương ấn tượng ngay với cái giải pháp này. Và Phương đồng ý là Phương sẽ đưa hai bé cháu của mình để trải nghiệm luôn. Và sau một cái liệu trình thì đúng là nhận được cái phản hồi của hai mẹ của bé rất là ok. Và từ đó Phương mới có niềm tin. Chuẩn cho anh chị. Chứ anh chị cứ chúng ta nên ghi vào ha. Chúng ta nên ghi vào những cái điểm này, trải nghiệm, và trải nghiệm một cách thật sự là nghiêm túc nha các anh chị. Bởi vì chúng ta không phải trải nghiệm sản phẩm ở đây giống như là cái góc nhìn của khách hàng nữa, mà chúng ta trải nghiệm ở đây với cái góc nhìn của một cái người chuyên gia. Chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu và phải theo dõi cái sự sát sao của cái việc dùng của con mình, đúng không ạ? Chúng ta phải để ý hơn nhiều lần so với một khách hàng thông thường đó các anh chị. Ghi lại nhật ký luôn càng tốt. Các chị có thể ghi lại nhật ký dùng sản phẩm của con. Nhưng mà nếu như bản thân Phương trong cái lĩnh vực về bên làm đẹp á, thì
Phương còn trải nghiệm bằng cách là hồi trước là Phương còn trải nghiệm sản phẩm bằng cách là ghi nhật ký vào trong quá trình mình sử dụng cái sản phẩm đó trong 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày như thế nào. Nhà chị Ngọc Anh nói là học vững kiến thức có trải nghiệm về sản phẩm tạo niềm tin cho khách hàng. Chính xác là như chị Ngọc Anh tổng hợp là từ chia sẻ của hai chị phía trước đúng không ạ? Đó là học kiến thức, quay video, đăng bài, xuất hiện. Và bây giờ mình chịu thêm việc trải nghiệm sản phẩm nữa để tạo niềm tin cho khách hàng. Dạ rồi. Đào tạo khách hàng liên tục. Yeah. Đúng rồi, chị Thảo bổ sung thêm một cái đào tạo khách hàng liên tục. Cái này đúng là các anh chị. Bằng cách nào chúng ta có thể đào tạo khách hàng một cách liên tục các anh chị? Chúng ta đào tạo thông qua gì ạ? Thông qua offline lẫn online. Nếu các anh chị chúng ta đang đi dòng Midu là chủ lực thì cái việc các anh chị chúng ta đào tạo khách hàng liên tục trên trang cá nhân của mình là một cái điều rất là quan trọng. Phương nói ở đây là đào tạo, tức là NUK khách hàng á, đào tạo khách hàng liên tục thông qua gì ạ? Những cái thông tin kiến thức chuẩn khoa học đúng không ạ? Nó có liên quan đến sản phẩm. Ở đây đào tạo khách hàng liên tục, nhiều anh chị hiểu lầm á, là tôi đang bán sản phẩm nào, tôi bán sản phẩm Midu là tôi phải đăng đầy sản phẩm Midu lên trên trang của mình. Không đúng, cái đó không phải đào tạo, cái đó là spam sản phẩm. Mà khách hàng thì rất ghét spam sản phẩm. Bản thân các anh chị có ghét bị spam không ạ? Anh chị chúng ta cũng đâu có thích bị nhồi thông tin về sản phẩm đúng không ạ? Đào tạo nó khác, tức là chúng ta sẽ cần phải mỗi ngày chúng ta cho khách hàng thông tin về liên quan đến đến chiều cao đúng không, những cái giải pháp cho con cao từ những cái hàng ngày. Phương thấy là những cái content của Midu rất là hay. Các anh chị chúng ta khi mà chúng ta tốt nghiệp trở thành chuyên gia phát triển chiều cao rồi, chúng ta đăng những cái content khởi động rồi, thì sau đó các anh chị chúng ta được vào nhóm content của Midu để chúng ta sẽ lấy content chúng ta đăng hàng ngày đúng không ạ? Nhưng mà đương nhiên những content đó các anh chị chúng ta có thể sao ạ, chúng ta có thể sử dụng trực tiếp, nhưng mà Phương vẫn khuyến khích các anh chị là chúng ta nên có cái việc đó là biến tấu riêng một chút xíu về cái ngôn ngữ, về cái phong cách để nó phù hợp với lại cái tệp khách hàng cũng như là cái ngôn ngữ bình thường của mình các anh chị. Không nhất thiết phải lấy y một cái bài ở trong 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 nhóm content đâu, đó là content để tham khảo đúng không ạ? Còn hình ảnh thì đương nhiên các anh chị phải lấy hình ảnh của chính các anh chị rồi thì đó là tốt nhất đúng không ạ? Đó thì đối với các content mỗi ngày chúng ta đăng cái gì thì nó cũng đều cần phải có cái hàm lượng thông tin và kiến thức ở trong đó đúng không ạ? Nói chuyện lưu loát với khách hàng, lưu loát và nói về lưu loát về cái gì mới được chị ạ? Ở đây ý chị Ngô Tuyết có thể là gì ạ? Tư vấn có cái hàm lượng kiến thức đúng không ạ? Tức là nói chuyện với khách hàng làm sao phải cho họ thấy được là mình là một người tư vấn có kiến thức. Chứ bây giờ khách hàng họ thông minh lắm nha các anh chị. Các anh chị vào mà các anh chị ngồi, các anh chị chém gió là mấy bữa nữa, có thể khách hàng hôm lúc đó họ nghe thì họ chưa phát hiện ra. Nhưng mà mấy bữa họ phát hiện ra là họ cặt mặt với anh chị luôn á. Đúng không ạ? Tư vấn thì sai tầm bậy mà đòi chuyên gia đúng không ạ? Chuyên gia gì mà tư vấn tầm bậy à, thì ý chị Ngô Tuyết nói ở đây là nói chuyện là phải thuyết phục và có hàm lượng kiến thức đúng không ạ? Đó các anh chị nốt lại một số điểm đi ạ, đây đều là những thông tin của chính các anh chị cung cấp mà chuẩn hết đó. Làm sao để các anh chị chúng ta có thể xây dựng được cái hình ảnh của chuyên gia trong mắt khách hàng? Mình phải tin sản phẩm, nắm vững kiến thức, tư vấn tự tin. Dạ đúng rồi, cảm ơn chị Hằng Nguyễn ha. Chị Thủy hay chị Thủy đây, Thủy đúng không? Mình phải xây dựng hình ảnh và nhân hiệu của mình trong mắt phụ huynh. Xây dựng bằng cách nào? Chị phải cụ thể hóa ra, đúng không ạ? Cụ thể hóa là xây dựng hình ảnh và nhân hiệu bằng cách nào? Đấy thì nãy Phương cũng tổng hợp một số cái ý của các anh chị, là Phương cũng có phân tích rồi đúng không ạ? Sau khi đã lên phác đồ nhưng khách dùng thử rồi không mua cả liệu trình. Thế thì thứ nhất là các anh chị khách dùng thử rồi đó, đúng rồi, chính xác chị Thùy Dung có chỉnh lại đây ạ. Không dùng thử đúng không ạ? Khách đã đúng chuẩn đó các anh chị. Phương mà khi mà Phương đi tư vấn thực tế cho một khách hàng của Phương anh chị, là Phương nói chị ơi để mà con cao nó là cả một sứ mệnh, nó là cả một hành trình, chị có bao giờ là ăn thử coi xem có no không, xem là dinh dưỡng có nhiều không, không thì thôi không ăn nữa đúng không ạ? Làm gì có chuyện như ăn là ăn thật chứ làm gì có việc ăn thử đúng không các anh ấy? Thì cái việc mà chúng ta bây giờ quan trọng là khách hàng có muốn con cao hay không. Nếu như muốn con cao thì nó sẽ xác định, nó sẽ tính bằng thời gian, bằng bằng năm đúng không các anh chị? Không thể nào mà mình tính thời gian là chỉ bằng gọi là 1 tháng 2 tháng được các anh chị, mà thậm chí là xong một liệu trình 3 tháng. Đôi lúc là có những khách hàng đối với con đó các anh chị là có thể đo và thấy được cái kết quả bằng bằng con số ngay.
Nhưng mà có những trường hợp nha, các anh chị phải thừa nhận với các anh chị là sẽ có những cái trường hợp là ngay cái thời điểm đó là không phải đo là họ thấy ngay được cái sự thay đổi về cái số liệu đâu các anh chị ạ. Bởi vì tại sao mà bác sĩ Hiên luôn luôn nói là con cao hay không là do tư duy của cha mẹ, đúng không? Là nó là thật ra là cái việc mà cao có cái kết quả mà sau 3 tháng nó cũng phụ thuộc nhiều yếu tố lắm. Tôi cũng chứng kiến là có những bạn bạn nhỏ các anh chị sau 3 tháng dùng không cao được nhiều, là ví dụ như là trong cái độ tuổi mà đang chuẩn bị vào tiền dậy thì nhưng mà sau một cái liệu trình cao chỉ được có hơn sen, chưa được 2 cm, thế thì ngưng không dùng tiếp nữa à, đúng không ạ? Thế chúng ta sẽ thấy được là nếu như chúng ta đồng hành cùng với người phụ huynh đó và con của họ thì các anh chị không có phải á, là đến cái lúc mà sau 3 tháng hết liệu trình chúng ta mới quay trở lại chúng ta nói chuyện với họ và nói với họ là mua tiếp đi. Không phải các anh chị, trong 3 tháng đó các anh chị làm gì với lại cái khách hàng đấy, các anh chị có đồng hành hay không, đúng không ạ? Hay là các anh chị chúng ta bán một cái liệu trình xong rồi bẵng đi 1 tháng, các anh chị chúng ta bắt đầu mới bán tiếp mấy hộp nữa để tiếp tục liệu trình, xong là tiếp tục đến 2 tháng bắt đầu lại bán tiếp, tức là chúng ta chỉ có xuất hiện khi chúng ta chốt đơn thôi. Còn ngoài ra chúng ta không có một cái sự đồng hành của một chuyên gia thực sự thì đó không phải là chuyên gia đi bán hàng, đi tư vấn, đúng không các anh, và chạy giải pháp các anh chị. Các anh chị phải đồng hành, tức là trong quá trình các anh chị đồng hành là chúng ta sẽ trao cho họ, trang bị được cho họ cái, cho phụ huynh nữa các anh chị, cái kiến thức đó, đó. Và giống như là chị nào đó ở trên nói là sao, đào tạo khách hàng liên tục đó. Khách hàng nào mà đang cho con dùng liệu trình, các anh chị còn phải đào tạo liên tục hơn nữa đó các anh chị. Chứ không phải là các anh chị thả trôi cho các anh, cho họ đến ngày các anh chị chốt đơn các anh chị mới xuất hiện đâu. Khi nếu mà như vậy các anh chị có khả năng sẽ mất khách hàng, đúng không ạ? Đấy, một số cái cũng lưu ý cho các anh chị khi mà cái việc là dùng thử rồi mà không mua, không dùng thử, không bán thử nha. Nói từ đầu là nếu thật sự chị muốn theo một cái liệu trình, ít nhất là phải cả một cái liệu trình cho con thì hẳn theo. Mà lúc đầu chúng ta sẽ phải đưa ra cái quan điểm rõ ràng như vậy. À, chị nó học kỹ thấu hiểu sản phẩm, gọi điện tư vấn, hỏi thông tin khách hàng và mình điền vào phác đồ gửi cho khách hàng chứ không gửi khách hàng tự điền. À, như chị Hồng Lĩnh là gì ạ? Mình sẽ hỏi thông tin của khách và mình điền vào phác đồ gửi cho khách luôn. À, tức là mình sẽ hỏi thông tin xong rồi mình điền thay cho khách chứ không có gửi cho khách hàng tự điền. Đó cũng là một cách các anh chị. Đó cũng là một cách ha. Đây là cái cách nào mà hiệu quả là các anh chị cứ thử sử dụng. Nếu như các anh chị nào mà thường xuyên mình thấy là khách của mình á, mình gửi cái link mà họ không có điền thì các anh chị có thể áp dụng cách này. Nhưng mà thật ra đối phương á, thì Phương gửi link cho khách toàn để khách tự điền không à. Nhưng Phương chưa bao giờ Phương thấy bị từ chối. Lý do, các anh chị biết lý do không ạ? Xíu nữa Phương giải thích lý do chút xíu rồi Phương nói cách Phương làm ha. Phương sẽ nói cách Phương làm cho các anh chị. Phương gửi cho khách hàng, có thể là Phương không có phải bán Midu làm chủ lực các anh chị. Phương không có bán Midu làm sản phẩm chủ lực. Thì Phương thiên về bên mạng về làm đẹp nhiều hơn. Nhưng mà hỏi là Phương có bán được Midu hay không thì Phương cũng có bán Midu. Mới đây là mới chốt được một liệu trình nha các anh chị. Là một chị có 2 bé nhỏ, mà thật ra 2 bé nhỏ này các anh chị biết không ạ? Của nhà chị ấy, là chưa tới cái độ tuổi là gọi là đi vào tiền dậy thì đâu. Một bé là mới chỉ có được gần 2 tuổi và một bé là được 3 tuổi rưỡi. 3 tuổi rưỡi gần 4 tuổi. Thì các anh chị biết là 2 bé này á, là Phương nói về kiến thức về chiều cao cũng như là Phương gửi những cái video của bác sĩ Hiên cho mẹ coi, cho mẹ xem. Và bắt đầu Phương tư vấn về liệu trình. Và Phương bảo bé còn nhỏ cho nên dùng cái liệu trình thấp nhất cho chị. Đó là duy trì dùng 3 tháng, nghỉ 3 tháng và dùng tiếp. Đó, và tại sao phải dùng ngay từ lúc này? Bắt đầu Phương chia sẻ cho bạn ấy về cái phác đồ dự án chiều cao cũng như là tại sao mình sẽ cần phải hiểu được về cái giải pháp chiều cao cho con ngay từ bây giờ. Thế là Phương cho làm phác đồ cái là Phương chốt liệu trình cho cả 2 bé nhà 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 bạn luôn. Đó. Chốt 2 liệu trình luôn. Đó, bé còn rất là nhỏ và bây giờ vẫn đang bắt đầu uống Mido, đâu cần đợi đến cái lúc mà cần phải tăng tập trung như chiều cao đâu, đúng không các anh chị? Ok ha. Cho mẹ mình dùng về xương khớp rất hiệu quả và con cũng cao lên, mà khách hàng chưa tin thì phải làm sao? Vậy thì tiếp tục đào tạo khách hàng. Chị nào nó tên là iPhone, cho mẹ mình dùng về xương khớp rất hiệu quả và con cũng cao lên, mà khách hàng chưa tin thì phải làm sao? Khách hàng chưa tin thì tức là cái việc xuất hiện và truyền thông đó, giống như Phương nói các anh chị từ lúc đầu đó các anh chị.
cái ở bên trong mình có và cái bên ngoài người ta nhìn nhận nó chưa có khớp với nhau, thì nhiệm vụ của các anh chị là phải sao ạ? Nói nhiều hơn về cái đó. Các anh chị chúng ta đi học, các anh chị phải truyền thông. Mình tốt nghiệp trở thành chuyên gia phát triển chiều cao, mình truyền thông. Ngày hôm nay mình nắm được một cái thông tin gì đó mới, mình cập nhật được, mình đi học, gọi là mình đi học bổ trợ kiến thức, mình đi học nâng cao kiến thức, nâng cao nghiệp vụ ABC gì đó, là các anh chị chúng ta sẽ cần phải cập nhật lên, đúng không ạ? Các anh chị ngày hôm nay, ngày mai các anh chị giúp đỡ được thêm cho một phụ huynh nào đó có thêm một feedback, các anh chị cũng phải truyền thông. Tức là những cái này các anh chị chúng ta sẽ cần phải cập nhật những thông tin liên tục. Bởi vì các anh chị chúng ta, mà ví dụ như cha mẹ chị mình dùng về xương khớp hiệu quả, chị biết thôi, có ai biết không? Con chị cao lên, chị nghĩ là con chị cao lên thì cả thế giới biết à? Mình phải nhiệm vụ của mình phải làm sao để cho cả thế giới biết thiệt. Nhưng mà mình sao vậy ạ? Phải truyền thông, đúng không ạ? Chứ còn cao, con mình cao lên mà mình mang mình giấu, tháng 2 tháng mình mới đăng lên một lần, thì làm sao ai biết? Mình phải khoe con mình cao liên tục lên các anh chị. Khoe liên tục cho Phương. Khoe kết quả cao lên của các con, của các phụ huynh khác liên tục trên cái trang của mình. Đó là chúng ta đang marketing bằng kết quả, đúng không ạ? Đó là cách tạo niềm tin. À, bạn Ngọc ơi, nhóm content chỉ dành cho các chuyên gia phát triển chiều cao mà đã có đăng các content khởi nghiệp rồi, khởi động rồi, đúng không ạ? Tức là nếu như bạn Ngọc chưa phải là chuyên gia phát triển chiều cao thì mình lo học để mình tốt nghiệp đi, tốt nghiệp trước đã, được chưa? Sau đó mình phải có những content khởi động thì mình mới vào nhóm content của gọi là của Midu nha. Midu khác với những nhà khác, không phải vào một cái là các anh chị có thể vào nhóm content mà các anh chị đăng bài ngay đâu. Các anh chị chúng ta đăng theo content mà các anh chị chưa có kiến thức, các anh chị tư vấn thì cũng rất là nguy hiểm, giống như chúng ta đang đi hại khách hàng đó. Cái phần thực hành ấy, một cách tư vấn sản phẩm á, ngày hôm nay mình không có thời gian, chắc là sẽ có buổi khác đó, chị Lệ nha, chị Phan Thị Lệ. Mình làm phát đồ thì được biết là trẻ thiếu chiều cao và cân nặng, vậy dùng Mido có tăng cân không ạ? Anh Ninh Nguyễn ơi, mình học cái mình tốt nghiệp chưa ta? Tại sao nếu như tốt nghiệp rồi thì Phương nghĩ là không nên học, thì có thể không đặt câu hỏi là Mido dùng có tăng cân không. Câu này thì xíu nữa có thể nhờ bác sĩ Việt Anh trả lời nha, các nha bạn anh hay chị Ninh Nguyễn gì đó. Cái này liên quan đến về chuyên môn rồi. Thật ra Phương cũng trả lời được câu này, nhưng mà thôi, vấn đề chuyên môn thì mình phải tôn trọng, mình phải nhường cho chuyên gia, đúng không ạ? Nhắn tin thì khách hàng chẳng bảo gì. À, chị ok, nói sao thì cũng ok. Khách hàng muốn bổ sung thêm cho con chứ không cần phát triển chiều cao thì phải trả lời thế nào ạ? Chứ không theo cả liệu trình. Dạ, như thế này các anh chị. Phương cũng có một số những khách hàng là con họ cao chuẩn rồi. Thậm chí là con của họ cao chuẩn độ 2 luôn. Phương vẫn bán được hàng. Phương vẫn bán được cái sản phẩm là Midu Mena Q7 360 microgram. Tức là Phương nói ở đây là về cái hệ khung xương. Xây dựng cho con khi mà cái hệ xương ấy, nó chưa có đi vào gọi là cố định. Tức là các khớp nó chưa có bị khóa. Và vẫn còn đang trong cái độ tuổi có thể là sao ạ? Nó hấp thu cái canxi. Tức là xương nó vẫn hấp thu cái canxi để mà nó làm cho cái mật độ xương nó tăng lên. Nó gọi là cái mật, gọi là cái tỷ lệ mà hấp thu một cách cao nhất đó các anh chị. Thì chỉ có giai đoạn mà sao ạ? Dưới 20 tuổi thôi. Còn trên 20 tuổi rồi thì bắt đầu cái tỷ lệ mà hấp thu canxi vào xương nó thấp dần đi. Cho dù các anh chị chúng ta có bổ sung D3 hay K2 gì đó thì vẫn chúng ta vẫn phải công nhận là cái giai đoạn đó đã thấp đi rồi. Thì Phương bắt đầu Phương phải phân tích cho khách hàng hiểu được đó là nói chung là những cái kiến thức đó là mình không có bị dư canxi, bị thiếu canxi, nhưng mà sao mình thiếu những cái chất dẫn, thiếu D3, thiếu K2, thiếu magie. Đấy, thế thì cái giải pháp của cái sản phẩm của mình đó là gì các anh chị? Đó là cung cấp các chất dẫn, đưa canxi vào đúng nơi nó cần và rút canxi ra ở những cái nơi mà nó không có cần, nó bị dư. Tức là nó móc canxi ở trong mạch máu ra, như bác sĩ Hiên có nói, đúng không ạ? Cái K2 nó có thể móc canxi ở trong cái mạch máu những nơi bị dư. Đấy thì can, nếu như trong trường hợp mà khách, nếu mà con họ cao rồi, họ bây giờ họ không cần phát triển chiều cao nữa, đúng không ạ? Mà nếu như khách chỉ cần mà sao bổ sung để cho hệ khung xương của con chắc khỏe, thì khi đó chúng ta lại tư vấn theo kiểu đó là cho hệ xương, đúng không ạ? Cho cái vấn đề về xương chứ không phải tập trung về chiều cao nữa. Tức là ngay giai đoạn này á mà con chị
mà được bổ sung các sản phẩm như thế này và cái hệ xương nó vững chắc, thì sau này khi lớn hơn, khi mà lớn tuổi và khi trưởng thành thì cái bệnh loãng xương nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Cái tỷ lệ mắc bệnh loãng xương sẽ thấp hơn. Thứ hai nữa đó là mình có bị những cái vấn đề liên quan đến tai nạn mà ảnh hưởng đến chấn thương về xương thì cái độ phục hồi nó cũng sẽ nhanh hơn. Tức là ở đây chúng ta xây dựng cái bộ khung xương cho cả cuộc đời của con đó các anh chị. Chứ không phải chỉ keo. Và từ đó Phương cũng vẫn bán được cái sản phẩm luôn. Từ cái việc tư vấn như vậy. Đào tạo khách hàng một cách liên tục, chính xác. Những cái đó các anh chị phải đào tạo. Đi gặp người mẹ mà có con là Phương nói những kiến thức đó. Đó là chúng ta đang đào tạo khách hàng. Đúng không? Các anh chị chúng ta phải nắm kiến thức để chúng ta còn đi đào tạo khách hàng. Còn chính bản thân mình mà còn đi là trở thành chuyên gia phát triển chiều cao mà còn đặt câu hỏi là gì ạ? Liệu uống Midu có tăng cân hay không? Thì ngay lập tức làm ơn câu chuyện là các anh chị đừng đừng khoan đi bán hàng. Quay trở lại học kiến thức lại. Được không ạ? Chứ việc của các anh chị là bây giờ nếu mà các anh chị mà đi học, đi tư vấn cho khách mà kiến thức mình nắm chưa vững thì rất là nguy hiểm. Đó. Ok không các anh chị? Đó. Thì đó là một số những cái điểm như vậy. Phương cũng sẽ chắc là cái phần nội dung về cái thời gian coaching á thì nó nhiều lắm. Câu hỏi của các anh chị sẽ bao la luôn. Đó lý do tại sao chúng ta sẽ có những cái buổi coaching hàng tuần, một tuần như vậy chúng ta. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy. Đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có cái lịch review và vinh danh là buổi tối thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Thì các anh chị chúng ta, ai mà chúng ta đang tập trung chọn sản phẩm line hàng của Midu làm chủ lực thì các anh chị chúng ta cố gắng theo sát các Zoom của Midu, bởi vì những cái nội dung ấy, nó sẽ có cái tính liên tục và nó có liên kết với nhau. Các anh chị chúng ta cố gắng theo, bởi vì trong một buổi thì mình Phương sẽ không thể nào mà giải đáp được hết tất cả những cái vướng mắc của các anh chị đâu. Nhưng mà ngày hôm nay tóm lại, để mà các anh chị chúng ta có thể xây dựng được cái niềm tin trở thành chuyên gia trong mắt của khách hàng thì thứ nhất, về phía nội lực, các anh chị chúng ta sẽ cần phải học tập và liên tục nâng cao kiến thức không ngừng nghỉ. Được không ạ? Chúng ta về mình là chúng ta phải liên tục nâng cao kiến thức. Tức là ngày hôm nay chúng ta học, chúng ta đã tốt rồi, nhưng mà ngày mai phải tốt hơn. Ngày kia phải tốt hơn nữa. Đúng không ạ? Không dừng lại ở đó. Tiếp theo, tức là về hướng của khách hàng, chúng ta hãy liên tục đào tạo cho khách hàng. Đào tạo online, đào tạo offline, đào tạo gián tiếp, đào tạo trực tiếp, tìm mọi kênh để chúng ta có thể đào tạo và biến cái kênh, những cái trang cá nhân của các anh chị từ Zalo, Facebook cho đến TikTok nếu anh chị nào có, trở thành một cái công cụ để truyền thông cái hình ảnh chuyên gia của chúng ta thông qua đăng bài, thông qua làm video, thông qua nói chung mọi công cụ để các anh chị chúng ta có thể xây dựng cái hình ảnh đó. Được chưa ạ các anh chị? Và cái thứ tư, ghi lại nha các anh chị, đang tóm lại bài giảng để đi xuống là bị MC đuổi rồi. Được không ạ? Thứ nhất là gì? Thứ nhất là học kiến thức liên tục nâng cấp. Thứ hai là các anh chị liên tục đào tạo khách hàng. Được các anh chị? Offline, online, gián tiếp, trực tiếp. Thứ ba là gì các anh chị? Thứ ba là liên tục đi trao tặng phát đồ. Bởi vì việc của chuyên gia là đi tặng phát đồ. Các anh chị chúng ta phải đặt mục tiêu ra, mỗi ngày tôi tặng được một phát đồ là ít nhất, hoặc là mỗi tuần tối thiểu tôi phải tặng được cho 3 khách hàng phát đồ. Bởi vì việc của chuyên viên chúng ta không phải đi bán hàng mà là đi tặng phát đồ. Càng có nhiều anh chị các phụ huynh được tặng phát đồ cho con thì là được tư vấn và được thực hành cái nghiệp vụ chuyên gia của các anh chị nhiều hơn. Các anh chị cứ thực hành nhiều đi thì cơ hội chúng ta bán nó mới có. Còn anh chị chúng ta chưa, chúng ta đòi là mình không đi nói mà chúng ta có được đơn hàng thì điều đó không có đâu các anh chị. Cái thứ ba là sao ạ? Liên tục đi trao tặng phát đồ. Được chưa các anh chị? Và thứ tư đó là gì? Tư vấn liệu trình, trao cái giải pháp như một chuyên gia và đồng hành cùng với khách hàng trong quá trình họ sử dụng liệu trình, tức là phần chăm sóc. Đó là bước số 5. Ok chưa các anh chị? Đó là 5 điểm mà Phương muốn chia sẻ cho các anh chị và chốt tại đây các anh chị ha. Hẹn gặp lại các anh chị trong những chương trình sau. Nếu gặp các anh chị thì mình sẽ trao đổi nhiều hơn. Phương trả lại mic cho MC cho cái phần tiếp theo của bác sĩ nha. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Rồi, thì vừa bị tắt mic. Rồi, rất là cảm ơn cái phần chia sẻ của Mentor Bích Phương. Thật sự là các anh chị ơi,
Khổ tâm tôi quá, bởi vì sao ạ? Gì ạ? Nội dung chương trình thì rất là hấp dẫn đúng không ạ? Nghe Mentor Bích Phương chia sẻ thì các anh chị thấy là nó rất là giá trị đúng không ạ? Những cái kiến thức thực chiến giúp các anh chị chúng ta có những cái động lực để các anh chị chúng ta là gì? Làm đúng hơn, làm đúng đủ đều đúng không ạ? Các bước. Đó, và thực tế nếu mà còn thời gian dư giả thời gian thì chúng ta sẽ là rất là mong muốn là sẽ còn được nghe Mentor Bích Phương chia sẻ nhiều hơn nữa. Thế nhưng mà rất là tiếc cái thời lượng buổi sáng của chúng ta thì cũng rất là ít đúng không ạ? Đó, thế nên là chúng ta sẽ dành cái phần này thêm những cái buổi sau nữa đúng không ạ? Các anh chị chúng ta hãy cứ đồng hành cùng với nhà Midu nhiều hơn nữa đi ạ. Thì chắc chắn là các anh chị chúng ta sẽ còn được được nghe các mentor chia sẻ nhiều hơn nữa về cách để các anh chị chúng ta có thể kinh doanh, có thể chia sẻ lan tỏa cái giải pháp của nhà Midu một cách hiệu quả hơn đúng không ạ? Vâng, đó thế thì các anh chị chúng ta thấy là cái buổi sáng ngày hôm nay các anh chị bỏ cái thời gian các anh chị dậy sớm hơn bình thường, dậy sớm hơn những người khác có thấy giá trị không anh chị? Quá là giá trị đúng không anh chị? Giá trị thì các anh chị hãy thể hiện bằng cái việc là các anh chị cảm nhận về cái giá trị đó đi ạ. Đúng không ạ? Đó là gì? Năng lượng của các anh chị đâu rồi ạ? Thả hoa thả tim thật nhiều đi các anh chị ơi, để gửi lời cảm ơn đến mentor Bích Phương của chúng ta về những cái chia sẻ vô cùng là thiết thực sáng ngày hôm nay, giúp cho các anh chị chúng ta định hướng rất là rõ ràng cụ thể cái hành trình đi của mình đúng không ạ? Các anh chị đang làm sai ở đâu, các anh chị hãy nhìn lại để các anh chị sửa mình đi ạ, để các anh chị làm đúng hơn, và chúng ta có rất là nhiều cơ hội để là gì, sai thì làm lại thôi, không có vấn đề gì hết ạ. Chúng ta còn rất là nhiều thời gian để chúng ta phát triển và chúng ta trở thành một chuyên gia thực thụ. Và khi mà chúng ta trở thành chuyên gia rồi, đúng với cái danh hiệu đó, đúng không ạ? Thì các anh chị chắc chúng ta bán hàng như hơi thở thôi. Thực ra là nói không nói, nhà Midu thì không không cho dùng từ bán hàng, mà là vì chúng ta đang chia sẻ giải pháp trao giá trị đúng không ạ? Rồi ok, rất là cảm ơn mentor Bích Phương và xin chúc mừng tất cả các anh chị đã có những cái phần định hướng và gọi là gì, thực chiến kinh doanh rất là thiết thực trong buổi sáng hôm nay đúng không ạ? Và ngay sau đây thì các anh chị chúng ta sẽ còn được là gì, giao lưu cùng với chuyên gia là bác sĩ Nguyễn Việt Anh, chuyên gia của nhà Midu, để cho các anh chị chúng ta có những cái câu hỏi liên quan đến về về phác đồ rồi về sản phẩm rồi liên quan đến về 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 cái công cụ mà các anh chị chúng ta có thể sử dụng để kinh doanh, để phát triển các cái sản phẩm về nhà Midu á. Thế thì ngay sau đây các anh chị chúng ta có những cái câu hỏi nào liên quan đến đến Midu thì các anh chị chúng ta sẽ đặt câu hỏi nhé, hoặc là các anh chị nhắn tên, nhắn nhắn ở trên phần khung chat, hoặc là các anh chị chúng ta có thể mở mic để nhờ host có thể là mời các anh chị lên chia sẻ, lên đặt câu hỏi cùng với là bác sĩ Nguyễn Việt Anh nhé các anh chị. Và trước khi mà đến với phần bác sĩ Nguyễn Việt Anh thì Thúy cũng muốn là nhờ host có thể là gửi cái link điểm danh trên phần khung chat để các anh chị chúng ta có thể điểm danh nhá. Bởi vì sao, chúng ta đang đi theo một cái chuỗi thực chiến của nhà Midu, và các anh chị chúng ta vừa là gì, chúng ta học có kiến thức, chúng ta lại còn có cơ hội được nhận quà nữa, nên các anh chị đừng quên là gì, chúng ta điểm danh nha, chúng ta đi học chúng ta điểm danh vào trên cái đường link đó, bởi vì thứ sợ là các anh chị có nhiều anh chị sẽ phải đi làm sớm, sẽ out room sớm, nên là cái mất cái quyền lợi của các anh chị là được điểm danh nha. Rồi thì ngay sau đây các anh chị chúng ta hãy giúp Thúy thả hoa thả tim đi ạ, để Thúy mời lên đây bác sĩ Nguyễn Việt Anh giúp cho các anh chị chúng ta trong cái phần là gì, chia sẻ, giải đáp những cái thắc mắc của anh chị nhé. Rồi thì nhờ host có thể spotlight bác sĩ Nguyễn Việt Anh lên ạ, để giúp cho các anh chị trong phòng Zoom sáng ngày hôm nay có giải tỏa nhiều hơn những cái câu hỏi, những cái thắc mắc nhé. Rồi chị nhường mic cho bác sĩ Việt Anh nhé. Dạ vâng ạ, xin chào tất cả anh chị ạ. Xin chào tất cả anh chị đã có mặt trong Zoom buổi sáng ngày hôm nay ạ. Và bác sĩ Việt Anh hôm nay là xin chào các anh chị đồng nghiệp ạ. Có đúng là chúng ta là đồng nghiệp của nhau không ạ? Bác sĩ Việt Anh thì cũng đang đi làm nghề phát triển chiều cao và các anh chị cũng đã là chuyên gia phát triển chiều cao và chúng ta cũng đi làm nghề chuyên gia phát triển chiều cao đúng không ạ? Và chúng ta là đồng nghiệp của nhau. Ngày hôm nay thì chúng ta có một cái chủ đề đó là gì ạ? Hỏi đáp kinh doanh thực chiến đúng không ạ? Và mentor Bích Phương của chúng ta cũng đã cho chúng ta rất là nhiều những cái kiến thức, những cái thông tin rất là tuyệt vời. Hỏi đáp kinh doanh thực chiến đúng không ạ? Tức nó có hai phần. Phần chính của chúng ta là hỏi đáp và cái phần của chúng ta phần tiếp theo là thực chiến nhỉ? Là anh chị phải thực chiến rồi thì chúng ta mới vào hỏi đáp được đúng không ạ? Chúng ta chưa thực chiến thì chúng ta chưa thể nào mà hỏi đáp được với nhau. Vâng, thế thì xin phép chị Bích Phương một chút là bác sĩ Việt Anh thấy trong Zoom ngày hôm nay á, thì khi mà chị Bích Phương hỏi là anh chị còn có những cái khó khăn nào trong quá trình chúng ta làm nghề ấy, thì đa số thì bác sĩ thấy là có hai cái khó khăn. Một là cái khó khăn là gì ạ? Cái vấn đề tương tác giữa chuyên gia của chúng ta với khách hàng đúng không ạ? Có những chuyên gia nói rằng là em có tương tác với khách hàng nhưng mà khách hàng chỉ trả lời em là ừ ok,
thậm chí là gì ạ, nhiều khách hàng không trả lời em. Thế thì gì ạ, ngay trong Zoom ngày hôm nay của chúng ta đúng không ạ, chúng ta còn chưa tương tác với nhau, chúng ta còn chưa tương tác với mentor, chúng ta còn chưa tương tác với đồng đội chúng ta, thì làm sao mà chúng ta mong muốn được là khách hàng tương tác với chúng ta được. Vậy thì ngay ngày hôm nay gì ạ, chúng ta phải gì ạ, khởi tâm, chúng ta phải mở lòng, chúng ta tương tác với nhau đã, đúng không ạ? Chúng ta tương tác với nhau để chúng ta nhận được giá trị, chúng ta nhận được kiến thức, chúng ta nhận được gì ạ, những cái trải nghiệm, cái kỹ năng của nhau, đúng không ạ? Thứ hai là gì ạ, có nhiều anh chị nói là gì ạ, khách hàng chưa có tin tưởng chúng ta. Thì như chị Bích Phương có nói ạ, là chúng ta đồng bộ, đúng không ạ? Chúng ta như thế nào, chúng ta phải truyền thông ra bên ngoài, đúng không ạ? Chúng ta là chuyên gia, chúng ta cũng phải truyền thông ra bên ngoài là chuyên gia, đúng không ạ? Bác sĩ Việt Anh thì mất 6 năm ngồi trên ghế nhà trường ở trong trường y, và mất 3 năm để tham gia các cái lớp dinh dưỡng ở nước ngoài, đúng không ạ? Mất mất 6 năm, mất 6 năm để có thể trở thành bác sĩ. Nhưng mà anh chị ạ, chỉ cần mất 1 tuần thôi là anh chị đã có thể trở thành chuyên gia, đúng không ạ? Là chúng ta đã có trong tay một nghề phát triển chiều cao, đúng không ạ? 1 tuần đó, đúng không ạ? 1 tuần đó là anh chị có thể trở thành chuyên gia được rồi. Thế thì bao nhiêu anh chị chúng ta truyền thông ra bên ngoài là chúng ta trở thành chuyên gia? Chúng ta truyền thông bằng cách nào ạ? Facebook của chúng ta, Zalo của chúng ta, đó là online. Và gì ạ? Thực tế offline của chúng ta. Bao nhiêu anh chị đã nắm được lộ trình trở thành chuyên gia? Có anh chị nào chưa nắm được lộ trình chuyên gia không ạ? Có bao nhiêu anh chị đang đăng content hàng ngày lên các cái nền tảng trên mạng xã hội? Bao nhiêu anh chị đang tiếp tục đào tạo khách hàng ở bên ngoài đúng không ạ? Và ngày hôm qua thì bác sĩ Việt Anh có một cái buổi đào tạo đúng không ạ? Và có một cái bài tập cho anh chị là gì ạ? Là chúng ta hãy liệt kê ra. Liệt kê là chúng ta viết ra giấy anh chị nhá. Viết ra giấy hoặc nốt trên điện thoại. Là 10 khách hàng, 10 người thân, 10 bạn bè của chúng ta có tiềm năng, là khách hàng tiềm năng, là mục tiêu, là khách hàng mục tiêu của chúng ta có thể sử dụng các cái giải pháp của Midu. 10 anh chị, hiện nay là mới 10 anh chị chúng ta có cái bài tập đó đúng không ạ? Chúng ta gửi lên nhóm Zalo. Vậy thì khi mà chúng ta chưa thực chiến, chúng ta còn chưa biết được là cái khách hàng của chúng ta là ai đúng không ạ? Thì chúng ta làm sao mà chúng ta thực chiến được đúng không anh chị? Đúng không ạ? Chúng ta biết, chưa biết là chúng ta cần phải là truyền thông cho ai, thì làm sao mà chúng ta trở thành chuyên gia trong mắt khách hàng đúng không ạ? Thế thì ngay ngày hôm nay đúng không ạ? Chúng ta hãy liên hệ với các admin của Midu, chủ động, chúng ta chủ động liên hệ với các admin của Midu. Thứ nhất là diện xem lại lộ trình trở thành chuyên gia phát triển chiều cao. Thứ hai là diện hỏi các cái nhóm content hàng ngày đúng không ạ? Hỏi các cái link của các cái file nội dung để chúng ta quay video TikTok đúng không ạ? Quay video đăng lên Facebook đúng không ạ? Anh chị nào mà chưa đủ điều kiện để vào các nhóm content hàng ngày thì bây giờ chúng ta gì ạ? Hành động đi. Chúng ta hành động, chúng ta đủ điều kiện để chúng ta vào đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị chưa biết đến cái trang web là gì ạ? Tài nguyên Midu đúng không ạ? Tài nguyên Midu có tất cả những cái câu hỏi thường gặp, có tất cả những hình ảnh về sản phẩm, có video, có những cái gì ạ? Feedback của khách hàng đúng không ạ? Chúng ta là chuyên gia mới, chúng ta tạo niềm tin khách hàng bằng, có thể là bằng những feedback đúng không ạ? Có thể là mình chưa có, thì mình đang trải nghiệm với chính bản thân của chúng ta đúng không ạ? Với chính gia đình của chúng ta đúng không ạ? Thì mình cũng truyền thông cái việc chúng ta trải nghiệm, và ngoài ra chúng ta còn có những cái feedback từ đồng nghiệp của chúng ta đúng không ạ? Từ đồng đội chúng ta mà đúng không? Chúng ta đã nhận được cái feedback đấy chưa? Chúng ta đã xem được chưa? Chúng ta đã biết các trang web đó chưa? Thì ngay ngày hôm nay anh chị hành động nha anh chị nhé. Dạ vâng ạ. À, bác sĩ Huy Đành đúng không ạ? Là bác sĩ nhưng mà khi mà đến với Midu đúng không ạ? Cái buổi khai mở, buổi tốt nghiệp, bác sĩ nghe không dưới 10 lần đúng không ạ? Thế thì anh chị chỉ cần dành ra 1 tuần, các cái kiến thức của Midu ấy, nó cũng chỉ xoay quanh đâu đó cơ bản là 10 video thôi. Anh chị hãy nghe thật nhiều, nghe để thấu triệt, ghi ra giấy, ghi ra vở, ghi ra tài liệu của chúng ta đúng không ạ? Để chúng ta thấu triệt các kiến thức đúng không ạ? Chúng ta không giúp được gì ạ? Bản thân chúng ta thì chúng ta giúp cho ai đúng không ạ? Chúng ta chưa thấu triệt về kiến thức đúng không ạ? Thì chúng ta đào tạo được cho ai đúng không ạ? Vậy thì ngay ngày hôm nay ai còn đang rỗng kiến thức đúng không ạ? Ai còn đang rỗng kiến thức thì chúng ta nghe lại ngay những cái video đào tạo của Midu. Và thậm chí gì ạ? Buổi ngày hôm nay là nằm trong chuỗi đào tạo của Midu đúng không ạ? Chuỗi tốc chiến đúng không ạ? Chuỗi chương trình chiến binh. Thế thì có nhiều anh chị gì ạ? Ngày hôm nay mới vào thì còn những buổi trước chúng ta chưa được nghe. Đó là chuỗi thì chúng ta có cái logic đúng không ạ? Có cái trật tự. Thế thì buổi ngày hôm nay đi ạ, chúng ta mới vào thì chúng ta nghe lại những buổi trước đi, xem những cái buổi trước nó có cái gì và tại sao lại là những cái nội dung đó chúng ta sắp xếp ở phía trước đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Được không anh chị? Được không ạ? Chúng ta hãy bắt đầu ngay từ ngày hôm nay, ngay từ trong Zoom này là chúng ta tương tác với nhau. Và chị Thúy đã nói gì ạ? Có năng lượng mới có ngân lượng đúng không ạ? Không nhất thiết là chúng ta cứ phải gào thét lên đúng không ạ? Phải nói cho là to,
cái năng lượng của chúng ta như nào, chúng ta truyền tải như vậy. Chúng ta nhẹ nhàng thì chúng ta truyền tải nhẹ nhàng thôi. Quan trọng là chúng ta tương tác với nhau. Không tương tác nó khác và truyền tải nhẹ nhàng, tương tác nhẹ nhàng nó khác, đúng không anh chị? Dạ vâng ạ. Thế thì bây giờ bác sĩ Việt Anh xin phép là sẽ hỗ trợ các anh chị một số những cái trường hợp chúng ta khó khăn trong quá trình chúng ta làm nghề anh chị nhé. Có câu hỏi đầu tiên là của từ team của chị Giang Thía. Chị Phan Thị Lệ đúng không ạ? Em có khách hàng tư vấn, em có tư vấn cho một khách hàng nhưng hiện tại đang dùng canxi cơm cho con. Và hiện con bạn ý cũng đang đạt chuẩn. Và khi bạn ý hỏi em liệu trình dùng thì bảo là hỏi em liệu trình thì em bảo là sản phẩm này là chuyển hóa canxi, có thể dùng cả đời, nhưng bạn ấy không hiểu. Và vẫn bảo là bác sĩ bảo là bổ sung thừa canxi thì không tốt, trong khi em còn nói về sản phẩm của mình là sản phẩm chuyển hóa canxi rồi. Em đang không biết tư vấn thêm như thế nào. Em có gửi link Zoom để bạn ấy vào nghe nhưng không vào. Đây chính là một vấn đề. Chúng ta chưa hiểu thì khách hàng chưa thể nào hiểu được, đúng không ạ? Canxi cơm đúng không ạ? Hay là Midu thì nó có những cái điều khác biệt, và Midu cũng khác biệt với những cái sản phẩm bên ngoài. Các anh chị, nếu như anh chị đã học cái buổi đào tạo sản phẩm chuyên sâu 180 rồi, thì trong cái buổi hôm đó bác sĩ đào tạo rất là kỹ về cái vấn đề này. Đó chính là liên quan đến, nếu mà anh chị nào chưa nghe nhé, chúng ta nghe lại. Còn ngày hôm nay vì thời lượng có hạn nên bác sĩ tóm tắt thôi. Bác sĩ tóm tắt trả lời, tóm tắt cái câu hỏi này thôi, đúng không ạ? Chúng ta biết được gì ạ? Canxi của chúng ta đúng không ạ? Đi vào cơ thể thì sẽ đi xuống ruột đúng không ạ? Và để canxi vào ruột được, canxi từ ruột vào xương được đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải mena Q7, vitamin K2 đúng không ạ? Còn nếu như không có mena Q7, vitamin K2, chỉ có một mình canxi thôi, thì canxi sẽ chỉ đi vào xương được 10%. Còn 90% còn lại là nó không đến được canxi, thì nó sẽ đến được các cơ quan bộ phận khác trong cơ thể. Không cần canxi, canxi trong cơ thể chỉ cần ở trong hai cơ quan bộ phận chính thôi. Một là trong máu 1% và 99% còn lại là trong xương và răng. Còn các cơ quan khác là không cần. Thế thì rõ ràng nếu như mình chỉ bổ sung canxi không thôi mà không có chất chuyển hóa là mena Q7 thì sẽ gây ra cái tình trạng là nghịch lý canxi. Tức là canxi ở nơi cần đến là xương thì thiếu, mà canxi ở các cái cơ quan bộ phận khác trong cơ thể thì nó dư thừa. Đó gọi là nghịch lý canxi. Thế thì là kể cả là canxi cơm có cái khả năng hấp thu hơn những cái ion canxi khác lên đến 200 lần thì nó vẫn tạo ra nghịch lý canxi. Nó đi vào cơ thể nhanh đúng không ạ? Nhanh để làm gì, trong khi không vào được xương, khi không có mena Q7? Nhanh vào cơ thể thì nó cũng chỉ gì ạ? Giúp cho gì ạ? Đi đến lạc các cái cơ quan bộ phận khác thôi, đúng không ạ? Tôi không cần canxi đi vào cơ thể nhanh, mà tôi cần canxi đi vào xương chứ không phải là cơ thể nói chung. Cơ thể nói chung thì gì ạ? Có thể là gan, có thể là thận, có thể là não, có thể là tim, có thể là mạch máu. Tôi không cần vào những cơ quan bộ phận đó gây hại cho tôi. Khi mà mình hiểu được rồi, mình mới có thể đào tạo được khách hàng, đúng không ạ? Đúng không anh chị? Thế thì ngay lập tức ngày hôm nay mình xem lại buổi đào tạo về sản phẩm 180 anh chị nhé. Đó, đó là keyword đó, đó là nghịch lý canxi đó. Bất kỳ khi mà anh chị gặp một cái câu hỏi nào là khách hàng của tôi đang dùng sản phẩm này, đang dùng sản phẩm kia và được quảng cáo là canxi hấp thu nhanh lắm, thì tôi biết ngay làm cái key là gì ạ? Tôi không cần canxi hấp thu vào cơ thể nhanh, tôi cần canxi đi vào xương. Thì dù đó là cái canxi hấp thu nhanh bao nhiêu thì cũng cần phải có mena Q7. Không có mena Q7 thì đều tạo ra nghịch lý canxi, đúng không ạ? Và với Midu á, thì không bao giờ có thừa canxi, vì Midu là sản phẩm chuyển hóa canxi, xương sống là mena Q7, đúng không ạ? Còn hàm lượng canxi ở trong cái thành phần của sản phẩm Midu chỉ là 95 mg canxi nguyên tố, tương đương với một hộp sữa chua mà thôi, nên không bao giờ có thừa canxi. Và kể cả là dùng canxi cơm hay là dùng canxi gì đó thì vẫn cần mena Q7 mà thôi. Gửi Zoom cho khách hàng không nghe á, là tại vì gì ạ? Tại vì bạn là chuyên gia của Midu rồi, bạn chưa hiểu cái này. Thế tôi là người mới, tôi vào chắc gì tôi đã hiểu, đúng không ạ? Thế nên mình phải hiểu. Mình phải hiểu thì mình mới nói được khách hàng anh chị nhé. Hiểu ở đây là phải hiểu thấu triệt. Vâng ạ, anh chị còn có cái câu hỏi nào nữa không ạ? Và trong cái buổi Zoom sáng hôm thứ Năm và buổi Zoom tối ngày hôm qua là cái chương trình là gì ạ?
hướng dẫn lên liệu trình Midu cho người trưởng thành. Đúng không ạ? Rất kỹ, rất bài bản. Khi mà anh chị nghe hai cái buổi đó, bất kỳ một cái trường hợp nào liên quan đến vấn đề cơ xương khớp, liên quan đến vấn đề sức khỏe ở người cao tuổi là các anh chị đều lên được liệu trình. Và trong cái buổi đó các anh chị chuyên gia mà tham gia, các anh chị ứng dụng rất là tốt luôn. Anh chị hãy nghe lại nhé. À, bác sĩ ơi, mẹ em 70 tuổi đang có huyết áp cao, suy thượng thận, sỏi thận thì có uống được Midu 360 không ạ? Với Midu thì không chống chỉ định cho bất kỳ trường hợp nào. Chỉ có là trường hợp nào thì Midu hỗ trợ tốt đúng không ạ? Và có cái trường hợp nào thì là Midu cũng không hỗ trợ được. Thì rõ ràng là chúng ta phải hiểu như vậy. Midu cũng không phải làm cái sản phẩm viện thân thánh đúng không ạ? Để mà tất cả các trường hợp nó hỗ trợ được. Tuy nhiên là cũng có rất là nhiều trường hợp mà Midu hỗ trợ rất tốt. Với cái trường hợp là gì ạ? Sỏi thận thì chắc chắn là Midu hỗ trợ tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta biết là ở cái hàm lượng 720 microgam ấy, thì Midu Menaquy 7 là cái chất giúp đảo ngược quá trình vôi hóa. Và sỏi thận ấy, nó cũng là diện lý do, một trong những lý do rất là quan trọng, rất là chính để tạo ra cái sỏi thận ấy, đó là gì ạ? Canxi lắng đọng và vôi hóa trong thận. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta có hàm lượng 720 để đảo ngược quá trình vôi hóa, đó chính là giúp làm cho cái viên sỏi đó nó nhỏ dần đi đúng không ạ? Nó nhỏ dần đi thì mình sẽ dùng ở hàm lượng 720. 720 thì sẽ tương đương với là 4 ống 180, là tương đương với 2 viên 360 đúng không chị? Thế thì anh chị có thể linh hoạt chúng ta sử dụng có thể là 4 ống 180, có thể là 2 viên 360 hoặc là gì ạ? 2 ống 180 hay là 1 viên 360, cứ làm sao để chúng ta đạt được cái hàm lượng 720 là được. Và đặc biệt gì ạ? Cái huyết áp đó. Cái huyết áp thì cũng có rất là nhiều lý do nó dẫn đến cái tình trạng huyết áp cao. Và cũng một trong những lý do dẫn đến tình trạng huyết áp cao là gì ạ? Canxi lắng đọng trong mạch máu đúng không anh chị? Canxi lắng đọng trong mạch máu. Khi mà canxi lắng đọng vào trong mạch máu, nó giống như đường ống nước của chúng ta ấy. Đường ống nước của chúng ta gặp rất là nhiều rác thải đúng không ạ? Khi mà đã gặp rác thải rồi mà nước cần phải vận chuyển lên các cái tầng ở bên trên, tầng 1, tầng 2, thậm chí là tầng 80 hay là vận chuyển xuống tầng hầm, thì cũng giống như là cái mạch máu của chúng ta cần phải vận chuyển máu đến não bộ này, bên trên đúng không ạ? Não bộ này hay là các cơ quan rất là xa như đầu ngón tay, đầu ngón chân hay là từng chân tơ kẽ tóc đúng không ạ? Thế thì rõ ràng là cái đường ống nước đã gặp cái rác thải rồi thì cái máy bơm nó phải hoạt động hết công suất đúng không ạ? Với công suất lớn hơn và cái nước ở trong lòng mạch nó phải chảy với một cái áp lực lớn hơn nữa. Thế thì cái từ huyết áp là gì ạ? Tức là huyết tức là máu, áp tức là áp lực. Huyết áp tức là áp lực máu trong lòng mạch. Khi mà canxi lắng đọng trong lòng mạch gì ạ? Thì cái áp lực máu trong lòng mạch cũng phải tăng lên để có thể gì ạ? Giúp vận chuyển máu đến kịp thời đến các cơ quan bộ phận trong cơ thể. Và đó cũng là lý do làm cho cái huyết áp nó tăng cao. Thế thì cũng là khi mà chúng ta sử dụng Menaquy 7 đúng không ạ? Để chúng ta chuyển hóa canxi đến đúng nơi cần đến mà không bị lắng đọng trong mạch máu, cũng như là gì ạ? Cũng như là gì ạ? Móc cái canxi lắng đọng ở trong mạch máu đưa ra ngoài thì chúng ta cũng là sử dụng cái hàm lượng là 720. Bác sĩ cho em hỏi là hướng dẫn liệu trình trẻ từ 8 đến 11 tuổi theo liệu trình đang khuyến cáo uống liên tục 2 năm. Vậy thì có cần nghỉ giữa các liệu trình là 3 tháng không? Chúng ta không cần phải nghỉ. Với các bạn đang từ 8 đến 11 tuổi, đa số là các bạn ấy đã ở trong cái giai đoạn gì ạ? Tiền dậy thì hoặc là đã dậy thì rồi đúng không ạ? Đây là những cái giai đoạn cuối cùng để phát triển chiều cao rồi. Thế nên là gì ạ? Mình phải giúp cho con mỗi một ngày. Mỗi một ngày trôi qua là gì ạ? Nếu mà chúng ta chưa có cái giải pháp về dinh dưỡng, về vận động, về giấc ngủ là cái chiều cao con đã trôi đi qua rồi, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta có một cái rất là hay này, nếu mà chúng ta sử dụng các cái giải pháp ấy, một tháng mà tăng lên 1 cm ấy thì gì ạ? Nhiều người gì ạ? Úi dồi ôi, một tháng có 1 cm. Thế nhưng mà gì ạ? 1 cm là rất là quý đấy chị nhá. Theo trung bình mỗi một năm chúng ta cái tốc độ tăng trưởng của con tính trung bình ra gì ạ? Một năm là 6 cm. Thế thì 1 năm 6 cm chia ra 12 tháng thì mỗi 1 tháng con chỉ cần tăng là gì? 0,5 cm là theo sinh lý của con thôi. Mà bây giờ 1 tháng con tăng được 1 cm rồi đúng không ạ? Mình phải giúp cho khách hàng hiểu như vậy. 1 cm là rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Tăng được 1 cm mà nghĩ là ít đúng không ạ? 2 tháng không tăng xem ạ. Có dối lên không ạ?
Thế nhá, thì chúng ta giúp cho con sử dụng liên tục trong cái trường hợp này. Và chúng ta không cần phải nghỉ đối với Midu là sản phẩm chuyển hóa canxi. Chuyển hóa canxi là chúng ta cần trong cả cuộc đời, từ khi chúng ta còn là bào thai đến khi chúng ta 99 tuổi, 100 tuổi chúng ta vẫn cần chuyển hóa canxi. Và với Midu á, nhất là gì ạ? Xương sống là chuyển hóa canxi là Menacu7. Thứ hai là gì ạ? Mặc dù là canxi là thứ yếu thôi nhưng mà Midu vẫn luôn lựa chọn những cái dòng canxi tốt nhất trên thế giới. Với glucohetonat ở trong sản phẩm 180 ấy, trước đây nó nếu anh chị biết là có canxi cọc BE đúng không ạ? Nó cũng là thành phần canxi cọc BE và được bình chọn là canxi tốt nhất thế giới năm 2020. Còn Chuka đúng không ạ? Chuka là hệ khoáng chất trùng với hệ khoáng chất của xương người và được nghiên cứu lâm sàng của Mỹ bình chọn là gì ạ? Bình chọn là canxi tốt nhất trong việc gia tăng mật độ xương. Đều là những canxi tan rất tốt trong nước, không gây lắng đọng, không gây kích ứng dạ dày, nên hoàn toàn có thể sử dụng liên tục mà không cần phải nghỉ. Đó là một trong những cái điều đặc biệt của Midu. Đang dùng thêm Midu rồi thì không cần uống thêm bất kỳ một sản phẩm nào khác. Người già không đi lại được uống Menacu7 có hấp thụ canxi và xương được không ạ? À, vâng ạ, chị Phan Hồng Lĩnh có một câu hỏi. À, vậy thì cái lý do là tại sao người già lại không có đi lại được đúng không ạ? Có thể là do đau chân này, có thể là do liệt đúng không ạ? Thì chị có thể comment kỹ hơn cái vấn đề này nhé. Rồi ạ. Có một câu hỏi của chị Hạnh. Chị Hạnh hoặc chị Hanh gì đó, 126. Thường những cái trường hợp bé dưới nặng chuẩn về chiều cao và cân nặng thì các mẹ cũng thường chỉ muốn là con tăng chiều cao. Nhưng những bé này thì mình chỉ tư vấn Midu thì có hấp thụ tốt hay không? Hay tư vấn kèm thêm các cái sản phẩm khác ạ? Tư vấn thêm sản phẩm khác để tốt hơn thì sợ người ta nghĩ mình tư vấn nhiều mà không thêm thì liệu mỗi Midu có hấp thụ tốt không ạ? Ok, câu hỏi rất là hay. Câu hỏi này cũng là rất nhiều anh chị chuyên gia gặp phải này. Thì đầu tiên nhá, chúng ta sẽ xét về vấn đề là chiều cao, chúng ta không xét đến rồi ạ. Chiều cao là có Midu rồi đúng không ạ? Thì ở đây là chị đang khó khăn về vấn đề cân nặng đúng không ạ? Thế thì cân nặng thì cũng có rất là nhiều những cái giai đoạn, cái trường hợp khác nhau, cái mức độ khác nhau. Và trên cái bảng phác đồ của chúng ta thì cũng hiện rất là rõ là cái cân nặng của con hiện trạng như thế nào đúng không ạ? Dưới chuẩn là dưới chuẩn như thế nào? Dưới chuẩn độ 1, độ 2, độ 3, dưới chuẩn một vài kg thôi hay là dưới chuẩn nhiều? Đúng không ạ? Dưới chuẩn một vài kg thôi thì nó là bình thường đúng không ạ? Không vấn đề gì với các con đang trong cái giai đoạn phát triển tăng trưởng. Dưới chuẩn một vài kg thôi thì không vấn đề gì. Thế nhưng mà dưới chuẩn nhiều này, trong cái trường hợp dưới chuẩn nhiều á thì sẽ có hai trường hợp. Một là gì ạ? Một là các con ăn không đủ. Đã ăn không đủ thì dù có hấp thụ tốt á thì cũng cái cân nặng cũng không đạt chuẩn đúng không ạ? Trường hợp thứ hai là gì ạ? Con ăn đủ rồi. Thì mình tính ra cái lượng thức ăn á, mình tính ra khoảng là ứng chừng thôi, cái lượng thức ăn á, cái lượng calo á, mình thấy là à con ăn cũng đủ rồi nhưng mà tại sao cái cân nặng của con chưa tăng? Thì rõ ràng là nó có liên quan đến vấn đề hấp thu đúng không ạ? Thế thì bây giờ mình phải tách biệt hai cái vấn đề đó ra. Nếu như con ăn đủ rồi, con ăn chưa đủ thì mình giúp cho con ăn tăng lên đúng không ạ? Còn con ăn chưa đủ ấy, mà con ăn đủ rồi ấy, mà cái hấp thu không tốt ấy, khiến cho cái cân nặng con đang bị thiếu ấy, thì mình lúc đó thì mình can thiệp với cân nặng sau đúng không ạ? Can thiệp với cân nặng sau. Thế thì giả sử như là nếu mà bố mẹ có con là dị thiếu 1-2 cân thôi thì cũng không sao, nhưng mà nếu như bố mẹ có con mà thiếu 5-7-10 cân ấy thì chưa cần chuyên gia sốt ruột đâu ạ, bố mẹ đã sốt ruột rồi, lúc đó chúng ta không cần phải lo đúng không anh chị? À, khách hàng của chị Hồng Lĩnh không đi được do gãy cổ xương đùi hoặc là hoặc do xẹp đốt sống vâng ạ. Thế thì rõ ràng là Midu chúng ta dùng trong trường hợp này rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là tốt và rất cần thiết cho khách hàng luôn. Cái việc mà gãy cổ xương đùi ấy, xương đùi là một trong những cái xương lớn nhất của cơ thể. Và người già nữa, đã là người già nữa, nếu mà gãy xương đùi thì là một cái chấn thương cực kỳ lớn. Và đôi khi ấy, có những người gì ạ? Có những cái trường hợp gì ạ? Gãy xương đùi mà chúng ta không có can thiệp kịp thời ấy, gãy xương đùi đau lắm, không phải là gì ạ? Người ta tử vong do việc gãy xương mà người ta tử vong do đau ấy. Thế nên là cái việc gãy xương đùi mà không đi lại được á, nó là cái điều gì ạ? Hiển nhiên bình thường. Thế thì bây giờ đầu tiên là chúng ta hãy giúp cho cái xương nó nhanh liền hơn bằng việc là tăng chuyển hóa canxi. Và khi mà đã xương đã liền rồi đúng không ạ, thì chúng ta giúp cho xương chắc khỏe hơn. Một trong những lý do là giúp làm cho người già bị dễ bị gãy xương, dễ bị tác động bên ngoài á, là do cái mật độ xương giảm.
bị loãng xương. Thế thì cái việc rất là cần thiết để chúng ta gia tăng cái mật độ xương và giúp cho xương chắc khỏe hơn, đúng không ạ? Thế thì ngay bây giờ chúng ta hãy dùng cho khách hàng sản phẩm 180 để cho trường hợp cấp tính trước, liền xương trước, được chưa ạ? Và giải quyết những cái cơn đau của khách hàng. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm 180 với cái liệu trình là 4 ống một ngày, và chúng ta sẽ dùng liên tục trong vòng 8 tuần với trường hợp của khách hàng chị Hồng Lĩnh. Và trong khi cái vấn đề về đau xương nó đã giảm rồi và xương chúng ta đã lành rồi, xương đã lành được rồi, thì chúng ta sẽ đổi sang sử dụng sản phẩm 360 với cái liều duy trì để chắc khỏe xương. Với trường hợp này chúng ta nên sử dụng 2 viên một ngày, một viên nếu như khách hàng không có điều kiện thì một viên cũng là tốt rồi, nhưng 2 viên sẽ là tuyệt vời hơn. À, bé nhà em đang dùng Midu mà đợt gần đây con khó ngủ trằn trọc mãi mới ngủ được, thì bác sĩ tư vấn giúp em ạ. Rõ ràng là cái vấn đề trằn trọc khó ngủ thì nó có thể rất nhiều nguyên nhân, đúng không anh chị? Cả bản thân người lớn chúng ta cũng như vậy và trẻ con chúng ta cũng như vậy thôi. Thế thì đầu tiên, nếu như cái vấn đề trằn trọc đó là do gì ạ? Thiếu chuyển hóa canxi. Khi mà thiếu chuyển hóa canxi ấy, thì nó có thể là gì ạ? Gây ra cái tình trạng là gì, kích thích đến các cái hệ thống thần kinh thực vật và giúp cho con và làm cho con trằn trọc khó ngủ, và đặc biệt là các bạn sơ sinh. Thế thì nếu mà trong cái trường hợp là thiếu chuyển hóa canxi thì chúng ta, nếu mà không dùng Midu thì con còn trằn trọc khó ngủ hơn. Còn nếu mà dùng Midu thì chúng ta cứ yên tâm dùng theo cái liệu trình đó. Còn ngoài ra, ngoài cái vấn đề là gì, là liên quan đến bệnh lý là thiếu chuyển hóa canxi, thì có thể do rất là nhiều vấn đề sinh lý khác. Ví dụ như con nóng bức, đúng không ạ? Mùa hè con nóng bức gì ạ? Nằm ngủ mà toát hết mồ hôi lưng, mồ hôi đầu ra thì có trằn trọc không ạ? Có trằn trọc, người lớn trằn trọc chứ không nói gì đến trẻ con, đúng không ạ? Thứ hai là gì ạ? Có tẩy giun chưa? Mẹ tẩy giun cho con chưa? Đúng không ạ? 6 tháng chúng ta cần tẩy giun một lần với các bạn trên 2 tuổi, trên 10 10 trên 1 tuổi, 12 tháng. Cứ 6 tháng tẩy giun một lần. Đúng không ạ? Nếu mà có giun con cũng khó chịu, con không ngủ đâu. Mà mẹ nhớ nhá, tất cả các anh chị trong giun ngày hôm nay, nếu mà chưa có tẩy giun cho con thì ngay hôm nay mình tẩy giun đi, và tẩy giun cho chính bản thân mình nữa. Thứ ba là gì ạ? Có rôm sảy, có ngứa ngáy, có khó chịu không? Thứ tư là gì ạ? Con có đang gặp cái vấn đề stress gì không? Đúng không ạ? Học hành có vất vả, có căng thẳng gì không? Thậm chí là gì ạ? Con có yêu đương gì không? Có đang yêu bạn nào không? Đúng không ạ? Thế thì chúng ta giải quyết những cái vấn đề sinh lý như vậy. Khách hàng bị sỏi mật, Midu có hỗ trợ được không ạ? Midu có hỗ trợ được với hàm lượng là 720 microgram, tương ứng với lại là 4 ống 180 hoặc là 2 viên 360. Chị Ngọt hãy xem lại các buổi đào tạo chuyên sâu của Midu nhé. Chị Ngọt cũng là một trong những chuyên gia rất là gần gũi Midu rồi. Thì có thể là mình chưa xem buổi đào tạo đó thì mình xem lại nhé. Vâng ạ. Bác sĩ cho em hỏi. Chị Dinh Duyên, nhà em có 2 bé 9 tuổi và 11 tuổi. Theo phác đồ con có chiều cao đạt chuẩn thì bổ sung theo liệu trình như nào? Đây là một cái vấn đề thường gặp. Rõ ràng là thường gặp, đúng không ạ? Con đạt chuẩn hoặc là con trên chuẩn, các anh chị thường gặp nhiều, đúng không ạ? Đại lý của chúng ta, chuyên gia của chúng ta gì ạ? Gặp những con đạt chuẩn và trên chuẩn rất là nhiều, đúng không ạ? Gặp cái trường hợp đấy chúng ta có buồn không anh chị? Không phải buồn, đúng không ạ? Con trên chuẩn thì tuyệt vời quá, đúng không ạ? Bởi vì sao ạ? Đạt chuẩn hay trên chuẩn chúng ta vẫn cần chuyển hóa canxi mà. Thế thì cái trường hợp này để thấu triệt lại nhé, chị Dinh Duyên nhé. Và những chị nào mà chưa thấu triệt được là khi chúng ta gặp cái trường hợp là gì, đạt chuẩn và trên chuẩn, chúng ta chưa biết là tư vấn như nào, đúng không ạ? Hãy xem lại buổi tốt nghiệp của thầy Nguyễn Xuân Hợp để chúng ta có câu trả lời cho vấn đề này. Bác sĩ cho em hỏi là trẻ sinh non giờ 4 tuổi rồi, đi lớp rồi nhưng vẫn chưa biết đi, mới đứng được,
đi được một hai bước là ngã thì mình cần biết thêm thông tin gì về con và tư vấn thế nào. Vâng ạ, rõ ràng là chúng ta thấy rằng là gì ạ? Cái vấn đề sinh non á, thì đôi khi là mình cũng không quan tâm nhiều đâu. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta thấy rằng là khi mà các con sinh non thì các con thiệt thòi rất là nhiều đúng không anh chị? Và rõ ràng là có những cái khó khăn sau này khi mà chúng ta nuôi con. Thế thì ngay trong quá trình mang bầu á, là hãy giúp cho bà bầu của chúng ta nhận được đầy đủ chất dinh dưỡng. Và đó là cái sản phẩm K2DHA cũng rất là quan trọng. K2DHA thiếu sắt cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng sinh non đúng không ạ? Thiếu nhiều các chất dinh dưỡng cũng là cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng sinh non. Và nếu như mà con gặp cái tình trạng sinh non ấy, thì thứ nhất là gì ạ? Cần phải cho con sinh non mà gì ạ? 4 tuổi chưa biết đi ấy, thì mình gì ạ? Cho con đi khám phục hồi chức năng anh chị nhá. Kết hợp giữa cái việc là điều trị phục hồi chức năng và mình sẽ kết hợp thêm với sản phẩm Midu để giúp chắc khỏe xương cho con. Còn đối với cái trường hợp này á, thì chắc chắn là nếu mà dùng mỗi Midu không thôi á, thì nó cũng sẽ không giúp cho con được nhiều trong trường hợp này. Nhưng mà nó là cần thiết để, tức là không phải là điều kiện đủ, đúng không ạ? Không phải điều kiện cần nhưng mà nó là điều kiện đủ, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Thế thì chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng đã đến gần 7 giờ rồi. Chúng ta cũng còn rất là nhiều những cái câu hỏi ở trên khung chat nữa. Thế thì anh chị hãy nhắn tin lên các nhóm Zalo để bác sĩ cũng như là các chuyên gia của Midu có thể hỗ trợ anh chị. Và bác sĩ xin nhường lại mic cho chị MC xinh đẹp ạ. Rồi, rất là cảm ơn bác sĩ Việt Anh đã giúp cả nhà mình trong cái phần giải đáp để các anh chị chúng ta có thêm những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm đúng không ạ? Các anh chị thấy là giá trị không ạ? Mặc dù là gì, thời lượng nó quá ngắn đi thì thấy rất là nhiều câu hỏi mà các anh chị chúng ta vẫn đang rất là mong muốn được giải đáp. Thế nhưng mà thời lượng nó đã hết mất rồi. Đó, thế nên là rất là mong các anh chị chúng ta hãy tham gia vào các nhóm của VinMidu và các anh chị chúng ta hãy đặt những cái câu hỏi trên nhóm đúng không ạ, để được bác sĩ và những chuyên gia của Midu giải đáp cho các anh chị nhiều hơn nữa trong suốt cái quá trình các anh chị đồng hành với lan tỏa các cái sản phẩm của nhà Midu nhé. Vâng, và Thúy nhắc lại các anh chị là gì, chúng ta có link điểm danh đấy ạ, đang được hot, đang gửi liên tục trên phần khung chat. Các anh chị chúng ta hãy, những anh chị em nào mà chưa điểm danh thì chúng ta hãy nhanh chóng là điền link điểm danh nhé, để chúng ta không bị mất cái quyền lợi của mình. Sau đó là các anh chị chúng ta hãy là gì, chúng ta học rồi chúng ta phải thực hành đúng không ạ? Các anh chị chúng ta hãy bắt bắt tay vào việc là gì, chúng ta lan tỏa chia sẻ, chúng ta tiếp cận với khách hàng để mà chúng ta trao giải pháp. Từ đó là các anh chị chúng ta có cái phần mà làm bài tập đó các anh chị. Những anh chị nào mà làm bài tập tốt nhất, nhiều nhất thì các anh chị sẽ có cái cơ hội được nhận những cái phần quà rất là hấp dẫn từ bên nhà Mido nhé các anh chị nhá. Các anh chị thấy là tuyệt vời không ạ? Chúng ta vừa được học, vừa được trau dồi kiến thức, kỹ năng mà chúng ta lại còn được quà nữa. Đó, không còn gì tuyệt vời hơn như thế. Thật sự đây là một cái môi trường kinh doanh vô cùng là nhân văn và vô cùng tuyệt vời với các anh chị. Thế nên là gì, chúng ta hãy là gì? Dropy này, rồi là các BDB, đặc biệt là Mido đã rất là tâm huyết giúp cho các anh chị chúng ta là gì, là có những cái điều kiện thuận lợi như thế, thì cái việc của chúng ta là gì, nỗ lực hết sức đi các anh chị. Chúng ta hãy học học một cách nghiêm túc, chúng ta hãy thực hành một cách nghiêm túc để mà chúng ta ra được những cái kết quả đó là gì, chúng ta giúp cho nhiều nhiều trẻ hơn có thể là có được cái chiều cao như mong muốn đúng không ạ, giúp cho các bé có một giúp cho gọi là gì, cả một cái thế hệ tương lai của đất nước chúng ta là sẽ là gì, có một cái chiều cao vượt trội hơn đúng không ạ, để chúng ta không còn là một nước thấp lùn nữa đúng không ạ. Đó, cái giá trị đó vô cùng tuyệt vời và Thúy cảm thấy rất là tâm đắc với cái hành trình mà chúng ta đang đi đúng không ạ. Thế nên là gì, các anh chị chiến binh Midu ơi, chúng ta hãy là gì, liên tục phát triển bản thân, liên tục trau dồi kiến thức và kỹ năng, và nữa đó là gì, chúng ta hãy trao đi nhiều hơn nữa để chúng ta nhận được thật nhiều giá trị. Để chúng ta cảm thấy là gì, cái hành trình này nó không chỉ là kinh doanh kiếm tiền nữa mà chúng ta đang là mang lại rất là nhiều những cái điều tuyệt vời cho những người xung quanh của chúng ta. Rồi, thêm một lần nữa là gì, các anh chị chúng ta hãy, những anh chị nào mà chưa điểm danh thì hãy nhanh chóng điểm danh nhé, để chúng ta có thể là gì, kết thúc cái buổi Zoom ngày hôm nay để các anh chị chúng ta bắt đầu một ngày làm việc mới. Các anh chị chúng ta là vì những anh chị nào mà đã gọi là gì, học xong những cái buổi đào tạo của bên nhà Midu, các anh chị đã trở thành chuyên gia phát triển chiều cao rồi, thì các anh chị hãy bắt đầu đi ạ, bắt đầu là đi lan tỏa chia sẻ đi ạ. Còn những anh chị nào mà chưa chưa học cả cái buổi khai mở thì các anh chị hãy là gì, nhanh chóng tham gia vào cái nhóm khai mở, thì các anh chị có một cái đường link để học e-learning đi ạ. Các anh chị học học gọi là học
trực tiếp qua học là gọi là gì học qua đường link đi ạ. Để chúng ta gọi là chủ động gọi là gì trang bị những cái kiến thức cần thiết nhất của cái buổi khai mở để chúng ta bắt đầu là khi mà nhà Midu có cái buổi thứ hai đó thì các anh chị chúng ta hãy tham gia để chúng ta kịp thời chúng ta tham gia để chúng ta trở thành tốt nghiệp và chúng ta trở thành chuyên gia phát triển chiều cao để có thể là tự tin đi đi thực chiến đúng không ạ? Vâng, rồi một lần nữa thì gửi Thúy xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức chương trình ngày hôm nay, gửi lời cảm ơn đến mentor ba sao Bích Phương với những cái phần chia sẻ vô cùng tuyệt vời, định hướng rất là tuyệt vời cho các anh chị chúng ta thực chiến kinh doanh, gửi lời cảm ơn đến bác sĩ Việt Anh đã giúp cả nhà mình có thêm rất là nhiều những cái kiến thức hữu ích đúng không ạ? Và gửi lời cảm ơn đến ekip sáng ngày hôm nay và không quên là gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị đã đồng hành với cái Zoom sáng ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau tạo nên một cái buổi Zoom rất là thành công đúng không ạ? Bằng cái việc là chúng ta có trao đi và nhận lại rất là nhiều giá trị. Vâng, và bây giờ thì Thúy xin phép được kết thúc cái Zoom sáng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các anh chị ở những cái Zoom lần sau của nhà Midu nhé. Và giúp chúc cho cái hành trình trở thành những cái chiến binh của các anh chị nó ra thành công rực rỡ nhé. Vâng, thì nhờ Hot có thể là nhà mở mic giúp cho các anh chị chúng ta là chào nhau đi ạ. Và chúng ta kết thúc cái Zoom sáng hôm nay nhé. Xin chào tạm biệt các anh chị. Xin chào tất cả mọi người. Ngày cuối tuần